Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 20, ha ha ha. Lão độc quỷ, người cuối cùng tới. Nếu là ngươi đến chậm một bước nữa, bổn công tử chuyến này nhưng là thất bại trong gang tấc. Lâm Toàn Phong cười lớn một tiếng, đi vào Nghiêm Bán Quỷ bên người, nhìn về phía Sở Khuynh Thành phương hướng khiêu khích nhíu nhíu mày. Nghiêm Bán Quỷ thì là một mực giữ im lặng, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người phương hướng, chỉ là trong đồng tử sát ý, lại là không che giấu chút nào. Trong lòng bất giác run lên, Sở Khuynh Thành sắc mặt cấp tốc trầm xuống. Lục Long Nhất Phượng thực lực, vốn chính là thiên huyền cảnh bên trong chí cao tồn tại. Trừ cái kia Trấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên bên ngoài, còn lại 6 người thực lực cho dù chênh lệch, cũng sẽ không quá lớn. Tuy nhiên nàng có thể đối phó Xuyên Lâm Dực Long, Lâm Toàn Phong, nhưng là lại thêm Vân Sơn Độc Long, Nghiêm Bán Quỷ, vậy liền tương đương khó giải quyết. Bọn người người tựa hồ cũng hoàn toàn minh bạch điểm này, sau đó cùng nhau khẩn trương lên. Lâm Toàn Phong đĩnh đĩnh lồng ngực, cười lớn nhìn về phía Sở Khuynh Thành, ha ha ha. Phi Thiên Hàn Phượng, hiện tại thế nhưng là 2-1, người còn có nắm chắc thắng đến 2 người chúng ta sao? Khẽ chau mày, Sở Khuynh Thành song quyền bất giác chăm chú. Ha ha ha, đều là Lục Long Nhất Phượng, lấy 2-1, không ngại xấu hổ sao? Không bằng, chúng ta tới cái lấy 3-2 như thế nào? Đột nhiên, một tiếng cười khẽ phát ra. Mọi người cùng nhau khẽ giật mình, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Long Hành Vân cùng Tạ Thiên Thương một đoàn người đến. Tiết Ngưng Hương nhìn về phía Lạc Vân Thường phương hướng, chần chờ một trận, vẫn là lấy dũng khí, đi vào bên người nàng, rực rỡ cười nói, Lạc Tiểu Thư, ngươi không sao chứ? Lạc Vân Thường cười xấu hổ cười, gật gật đầu, lại là trong mắt một mảnh mê võng. Vị cô nương này là ai, giống như không biết, nhưng là vì sao lại đối nàng quan tâm như vậy? Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy Tiết Ngưng Hương trong tay Lôi Linh Giới lúc, vẫn không khỏi khẽ giật mình, bởi vì nàng cũng đã gặp Trác Phàm trong tay đồng dạng một chiếc nhẫn, cái này. Chiếc nhẫn kia là, đây là chúng ta Tình Lữ Giới chỉ. Thế mà, còn không đợi Tiết Ngưng Hương trả lời, Tạ Thiên Dương đã là 10 phần vô sỉ khẽ vươn tay, đem một cái khác Lôi Linh Giới biểu diễn ra nói. Có lẽ lúc trước hắn để Trác Phàm, vì hắn cũng luyện một cái, cũng là chờ giờ khắc này, cố gắng lôi kéo dùng đi. Hung hăng nguyết hắn một cái, Tiết Ngưng Hương vội vàng lắp bắp giải thích nói, Lạc Tiểu Thư, ngài đừng hiểu lầm, ta. Hai chúng ta không có gì, đây là Trác đại ca đưa cho chúng ta tín vật. Há, thì ra là thế. Lạc Vân Thường khẽ gật đầu, trên mặt bất giác lóe qua một mảnh thất lạc tới. Trong lòng thì thào. Cái kia gia hỏa đều không đưa qua ta một kiện ra dáng đồ vật. Lỗ tai hơi hơi động động, Sở Khuynh Thành cũng không thấy quay đầu hướng nơi này nhẹ nhàng liếc liếc một chút, trong lòng nhất thời phát lên một trận chua xót. Mỗ mỗ không phải nói cái kia gia hỏa là người vô tình a, làm sao khắp nơi lưu tình. Hừ, hoa tâm đại củ cải. Long Hành Vân đi vào Sở Khuynh Thành bên người, cùng nàng đứng sóng vai, nhìn về phía đối diện hai người nói, không biết hai vị. Ai muốn cùng tại hạ so chiêu? Hừ, không cần các ngươi xuất thủ, hai người bọn họ đều giao cho ta tốt. Cắt một tiếng, Tạ Thiên Thương đi vào Sở Khuynh Thành trước người, vỏ kiếm khẽ nhúc nhích, trong hai con ngươi một cỗ hàn mang đã là thẳng tắp bắn về phía đối phương hai người. Giống như hai thanh lợi kiếm, đã treo đến hai người bọn họ cái cổ ở giữa, khiến cho bọn hắn cảm thấy một cỗ có như thực chất hàn ý. Long Hành Vân một trận mồ hôi. Cái này huynh đệ võ si mau bệnh lại phạm. Bất quá cũng không tệ, nhìn qua ngược lại là thẳng đáng tin. Thế nhưng là bọn họ bên này nhưng là dựa vào, một bên khác lại là tương đương không đáng tin. Lấy 2-3, cái này, thế nhưng là đổi thành bọn họ bên này rơi vào hạ phong. Sau đó hai người sắc mặt, cũng cấp tốc ngưng trọng lên. Ha ha ha, không phải 2-3, là 3-3. Đột nhiên. Cười to một tiếng vang lên, một đạo bóng người màu xám nhất thời xuất hiện tại Lâm Toàn Phong hai người trước người. Hai người thấy một lần, sắc mặt lập tức giãn ra. Sở Khuynh Thành bọn họ thì là nhướng mày, lạnh lùng lên tiếng, u ảnh quỷ long, u mưa núi. Không tệ, chính là tại hạ, u mưa núi gật gật đầu, cười khẽ một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía bên người hai người nói, đại công tử nói đến quả nhiên không sai, Lục Long Nhất Phượng thật muốn sớm đánh. Ha ha ha, vậy thì thế nào,
ba cặp ba, chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao? Lâm Toàn Phong cười lớn một tiếng, tựa hồ lại nắm chắc khí. Sở Khuynh Thành ba người thì là nghiêm túc ứng chiến, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Keng! Một đạo kim loại tiếng ngâm khẽ vang lên, Tạ Thiên Thương lợi kiếm đã là chậm rãi rút ra, hai người các ngươi đều không nên ra tay, ba người này giao để ta đến đối phó. Tạ công tử, một mình ngươi, có thể chứ? Sở Khuynh Thành giật mình, chân mày hơi nhíu lại, lo lắng nói. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, Tạ Thiên Thương hiển nhiên tâm ý đã quyết, nếu là liền ba người bọn họ cũng không thể đối phó, lại như thế nào có thể khiêu chiến cái kia Hoàng Phủ Thanh Thiên? Tạ huynh, hai bọn họ ta mặc kệ, thế nhưng U Mưa Núi mời giao cho ta tới đối phó. Lúc này, Long Hành Vân tiến lên một bước, sắc mặt âm trầm chừng lấy phía trước, Tiềm Long Các cùng U Minh Cốc nhiều năm ân oán, cũng không thể tùy tiện mượn tay người khác. Ha ha ha, rất tốt, tại hạ cũng rất muốn lãnh giáo một chút, Tiềm Long Các Thâm Uyên Tiềm Long thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Xứng hay không chúng ta U Minh Cốc, coi trọng như vậy. U Mưa Sơn Giã là cười lớn một tiếng, tiến lên trước một bước, cùng Long Hành Vân hai mắt đối mặt. Giữa hai người, phảng phất có tia lửa tại va chạm. Trong lúc nhất thời, song phương dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Thế mà, đúng lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, dừng tay. Siêu 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 siêu. Bốn đạo nhân ảnh, phân biệt rơi vào song phương trước người, cản tại trước mặt bọn hắn. Mọi người thấy một lần, mí mắt nhìn không được động động, thì thào lên tiếng, Thiên Vũ Tứ Hổ. Các vị, Độc Cô Lão Nguyên Soái cấm lệnh, phân bên trong tòa Long Thành các nhà không được tư đấu, cho dù bảy thế gia cũng là như thế, hy vọng các vị có thể tuân thủ. Lão Đại Độc Cô Phong, nhìn chung quanh hướng sáu người ôm một cái quyền, lạnh lùng quát nói. Thế nhưng là ngay tại lúc này, hét lớn một tiếng lại là nhất thời vang lên, đại ca, Vân Hải hắn. Nguyên lai, lão Tam Độc Cô Hỏa đã là phát hiện ngã trên mặt đất Lạc Vân Hải, tiến đến xem, đã thấy hắn xương đùi đã đứt gãy, không khỏi lên cơn giận dữ, trầm thấp tiếng nói, giống như một cái mãnh thú tại gầm nhẹ, là ai làm? Tam ca, là cái kia Lâm Toàn Phong, Lạc Vân Hải còn không nói chuyện, Lạc Vân Thường đã là điềm đạm đáng yêu nói, 14 vị huynh trưởng, làm chủ cho chúng ta. Gương mặt bất giác hồng hồng, Độc Cô Hỏa lập tức đứng dậy. Giống như đánh máu gà đồng dạng giống to lên tiếng, đó còn cần phải nói, dám đả thương chúng ta người, không muốn sống. Đại ca, lão Tam, im miệng. Thế nhưng là hắn còn đến không kịp nói tiếp, Độc Cô Phong đã là hét lớn lên tiếng, hung ác nguyết hắn một cái, tiếp lấy nhìn về phía chúng nhân nói, chuyện hôm nay, ta hy vọng như vậy coi như thôi. Không phải vậy lời nói, chờ lão Nguyên Soái ra mặt, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy nhẹ. Mí mắt hơi hơi động động, mọi người thật sâu liếc hắn một cái, đều là thở sâu, hơi hơi gật gật đầu. Tứ trụ thứ hai, Độc Cô Chiến Thiên mặt mũi, bọn họ vẫn là muốn cho một chút. Tốt a, tuy nhiên hôm nay không thể thật tốt lãnh giáo một chút chư vị cao chiêu, quả thực đáng tiếc. Vậy liền để chúng ta sau cùng bảy nhà quyết chiến lúc, gặp lại đi. Lâm Toàn Phong nhún nhún vai, suy cười ra tiếng, dù sao bọn họ cũng không có tổn thất cái gì. Còn lại mấy người, cũng là cùng nhìn nhau lấy, khẽ gật đầu, trong mắt một mảnh chiến ý. Độc Cô Phong gặp việc này đã, thở dài một hơi, chuyển mà đi tới Lạc Vân Hải bên người, xem kỹ một chút thương thế hắn, thở dài, Vân Hải, người không trách đại ca đi. Không, ta hoàn toàn minh bạch, đại ca là lấy đại cục làm trọng. Lắc đầu, Lạc Vân Hải trong mắt lóe lên một mảnh kiên nghị tới. Tại Độc Cô Đại Quân bên trong ngốc 5 năm. Hắn tự nhiên minh bạch cái gì gọi là quân lệnh như sơn. Có lúc vì đạt được đến mục đích, cá nhân vinh nhục thật không tính là gì. Thật sâu hít một hơi, Độc Cô Phong nặng nề mà vỗ vỗ bả vai hắn, trên mặt lóe qua một trận vẻ áy náy. Tiểu đệ chịu khi dễ, lại không thể vì hắn ra mặt, hắn tính toán đại ca gì. Thế nhưng là, vì chấp hành mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì hắn là quân nhân, Độc Cô đại quân nhất quân chi tướng. Còn lại Tam Hổ cũng là thở dài, song quyền bất giác chăm chú, trên mặt thoáng hiện tức giận. Thế nào, sự tình còn không có giải quyết sao? Đột nhiên, một tiếng đạm mạc giọng nam truyền ra, lại giống như thật cao đế vương giống như, mang theo không thể làm trái mệnh lệnh. Mọi người cùng nhau thân thể lắc một cái,
quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Lục Long bên trong lớn nhất quái vật đáng sợ xuất hiện. Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên. Đại công tử, sự tình là như vậy. Lâm Toàn Phong vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, mười phần một cái chó săn bộ dáng, tại hắn mà thôi trước khẽ nói vài câu. Hoàng Phủ Thanh Thiên khẽ gật đầu, nhưng là sắc mặt lại như cũ bình tĩnh, chậm rãi hướng tất cả mọi người đi đến, thì thào lên tiếng, đã cái kia Trác Phàm còn không có hiện thân, vậy liền đem người Lạc Gia Toàn giết tốt. Nếu như đến lúc đó còn không hiện thân, vậy liền chứng minh hắn thật không tại đi. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, mọi người bất giác giật nảy cả mình. Cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên vậy mà dự định đỉnh lấy Độc Cô Chiến Thiên cấm lệnh, muốn tru sát Lạc Gia tất cả mọi người. Hoàng Phổ công tử, lão nguyên soái cấm lệnh, không cho phép các nhà tư đấu, chẳng lẽ ngươi? Độc Cô Phong cản ở trước mặt hắn, hét lớn lên tiếng, nhưng là còn không đợi hắn nói xong, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã là nhếch lên một cái khinh miệt đường cong, tư đấu, tranh đấu, chỉ là miêu tả hai cái thực lực ngang bằng thế lực, sử dụng đến từ. Các ngươi những người này, còn chưa xứng cùng ta tranh đấu. Ta làm ra hết thảy, chỉ là tại mạt sát mà thôi, không tính trái lệnh. Khẩu khí thật là lớn. Trong mắt nhịn không được co lại, tất cả mọi người bất giác hoảng hốt, sắc mặt cũng là ngưng trọng trước đó chưa từng có lên. Hưu. Đột nhiên, một đạo trùng thiên kiếm quang bỗng nhiên thoáng hiện, uyển giống như là một tia chớp trực chỉ Hoàng Phủ Thanh Thiên vị trí hiểm yếu. Tạ Thiên Thương trong mắt lóe nồng đậm chiến ý, giống to lên tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên, chúng ta giờ khắc này, đã đợi 10 năm. Không linh cửu thức, trảm thiên thức. 10 năm, cái kia rất xin lỗi, người đợi uổng công. Vẫn tại chậm rãi hướng về phía trước, tốc độ không có biến hóa chút nào, nhưng là chờ đạo kiếm quang kia tới người trước, hắn lại chỉ là phất tay tùy ý nhất trường. Oanh! Lưỡi kiếm nứt thành từng khúc, một cỗ rời núi lấp biển khí thế, nhất thời đánh tới Tạ Thiên Thương trước ngực, trong nháy mắt liền đem hắn đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra không trung. Mà cái kia Hoàng Phủ Thanh Thiên chậm rãi thu tay lại đến, tựa hồ vừa mới căn bản chỉ là tùy ý đuổi một con muỗi giống như vậy hững hờ. Hắn tốc độ, vẫn như cũng nhẹ nhàng chậm chạp không có bất kỳ cái gì cải biến. T. Bất giác hít sâu một hơi, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, riêng là Tạ Thiên Dương. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn cái kia luôn luôn đánh đầu thắng đó đại ca, thế mà lại tại cái này Chấn Thiên Đế Vương Long trước mặt. Không chịu được như thế nhất kích. Mặc dù mọi người đều nói cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên là quái vật, nhưng là đều là Lục Long nhất phượng, cái này thực lực sai biệt sao hội to lớn như thế. Còn lại Long Phượng, căn bản không phải hắn địch a. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm đều thật sâu chìm đến đáy cốc, trên mặt một mảnh tuyệt vọng. Hoàng Phủ Thanh Thiên, tựa như là một tòa không người có thể lay cao sơn giống như, từng bước một tiến về phía trước đi tới. Hắn tốc độ tuy chậm, nhưng là mỗi một bước lại giống như dẫm lên chúng người trong tim một dạng, đem mọi người nay đã rơi vào đáy cốc tâm, lại thật sâu dẫm xuống dưới lấy, dẫm lên. Khí thế cường đại làm cho tất cả mọi người, không thể không từng bước lui lại. Hoàng Phủ Thanh Thiên cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước, giống như đế vương chinh phạt giống như, không thể ngăn cản. Không khí ngưng trọng đáng sợ, tựa hồ liền hô hấp đều trì trệ. Tất cả mọi người sắc mặt đều cực kỳ khó coi, đối mặt với Hoàng Phủ Thanh Thiên từng bước một tới gần, trong mắt trừ thật sâu kiêng kỵ bên ngoài, chính là vô hạn hoảng sợ. Quái vật! Trong lòng mỗi người đều tại mắng thầm, nhưng lại đối với cái này không thể làm gì. Lâm Toàn Phong, Nghiêm Bán Quỷ cùng U Mưa Núi ba người, lại là cười lạnh nhìn lấy đây hết thảy. Hoàng Phủ Thanh Thiên cường đại, khiến ba người đối với hắn càng thêm tin phục. Hoàng Phủ Thanh Thiên, ngươi cần nghĩ kỹ. Hôm nay làm như thế hậu quả. Độc Cô Phong khẽ cắn môi, thở sâu, trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Chỉ sợ toàn bộ thiên vũ, trong người đồng lứa, cũng chỉ có cái này Chấn Thiên Đế Vương Long làm cho hắn cái này ngũ hổ đứng đầu, dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hơi hơi gật gật đầu, Hoàng Phủ Thanh Thiên cước bộ không ngừng, sắc mặt lạnh nhạt, phân tích nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không cần các ngươi thiên vũ ngũ hổ mệnh. Dù sao, Độc Cô lão nguyên soái mặt mũi, ta còn muốn cho một chút. Chỉ muốn các ngươi không có việc gì, tin tưởng hắn còn sẽ không tìm chúng ta đế vương môn liều mạng. Bất quá Lạc Gia đại tiểu thư đầu ném, lão gia hỏa kia hẳn là sẽ không phát cuồng đi.
sắc mặt bất giác trầm xuống, tứ hổ liếc nhìn nhau, trong lòng đều là ngăn không được lo lắng. Cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên tuy nhiên cuồng vọng, nhưng lại không phải hữu dũng vô mưu thế hệ, thậm chí, tâm kế thâm trầm, tại phía xa một ít lão gia hỏa phía trên. Hắn rõ ràng là bắt lấy Độc Cô Chiến Thiên phòng tuyến cuối cùng, minh bạch cái kia xông cái dạng gì họa, lớn nhất có chừng mực, mới quyết định đến hành động. Không sai, Độc Cô Chiến Thiên quan tâm nhất hắn 5 vị con nuôi. Chớ nhìn hắn bình thường đối bọn hắn yêu cầu nghiêm ngặt, nhưng yêu thương chi sâu, tuyệt đối là coi như con đẻ đồng dạng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu là bọn họ xảy ra chuyện gì, lão gia hỏa này nhưng là tuyệt đối sẽ không xen vào nữa cái gì đại cục, nhất định chuẩn bị phát, toàn quân xuất động. Ai cũng có cái phòng tuyến cuối cùng nghịch lân, huống chi là tứ trụ thứ hai, tam quân đại nguyên soái. Thế nhưng là, đối với Lạc Vân Thường tới nói, cho dù nàng là lão nguyên soái con nuôi thân tỷ tỷ, lão nhân này cũng sẽ không tùy tiện vì nàng phát binh, đây chính là thân sơ có khác. Hoàng Phủ Thanh Thiên chính là bắt chuẩn điểm này, cho nên mới dám không chút kiêng kỵ đến gây chuyện. Lạc tiểu thư, ngài tranh thủ thời gian chạy, đi tìm lão nguyên soái. Chỉ muốn đến chỗ của hắn, ngươi thì an toàn, chúng ta trước thay ngươi đỉnh một hồi. Độc Cô Lâm quay đầu nhìn Lạc Vân Thường liếc một chút, nói khẽ. Mi đầu bất giác nhất động, Lạc Vân Thường lo âu nhìn về phía Lạc Vân Hải. Tựa hồ biết hắn suy nghĩ trong lòng, Độc Cô Lâm nói tiếp, yên tâm đi, Vân Hải hắn là nghĩa phụ thứ 5 con nuôi, cái kia Hoàng Phủ Thanh Thiên không dám đối với hắn thế nào. Người đi nhanh lên, không phải vậy chúng ta có thể ngăn cản không quái vật này bao lâu. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường lại nhìn Lạc Vân Hải liếc một chút, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, rõ ràng để cho nàng giải sầu, thế nhưng là nàng vẫn còn có chút do dự. Đúng lúc này, một cái tinh tế tỉ mỉ bàn tay kéo lên nàng cổ tay trắng, trực tiếp lôi kéo nàng chạy. Lạc Vân Thường sững sờ, nhìn về phía trước, đã thấy người kia chính là nay ngày thứ nhất lần gặp gỡ Tiết Ngưng Hương. Lạc tỷ tỷ, trước kia Trác đại ca một mực nói ta là vướng víu. Hiện tại ta cứu hắn nhà đại tiểu thư nhất mệnh, nhìn hắn còn dám hay không nói ta vướng víu, hừ. Tiết Ngưng Hương cong cong đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, đưa lên một cái an tâm nụ cười. Lạc Vân Thường khẽ giật mình, nhìn lấy cái này đáng yêu tiểu cô nương, căng cứng sắc mặt, cũng là chậm rãi giãn ra. Nàng không biết Trác Phàm là ở nơi nào nhận biết nữ hài tử này, nhưng là cô nương này lại là uyển dường như thiên sứ, để cho nàng một trận thư thái. Lâm Toàn Phong xa xa nhìn hai người bóng lưng liếc một chút, ta cười ra tiếng, muốn chạy trốn. Để cho ta đi đem nàng đuổi trở về. Chậm, Khác Quét đại công tử nhã hứng. Thế mà hắn còn đến không kịp khởi hành, U Mưa Núi đã là đưa tay cản lại, cười nhạo lấy lắc đầu. Cái này hắn mới phản ứng được, không có Hoàng Phủ Thanh Thiên cho phép, một mình hành động, cầm hắn nhìn chúng con mồi, là kinh khủng bực nào sự tình, sau đó chà chà mồ hôi lạnh trên trán, hơi hơi gật gật đầu. Hướng U Mưa Núi lộ ra cái sáng sủa nụ cười, tựa hồ ngỏ ý cảm ơn. Anh em, cảm ơn a, nếu không phải ngươi nhắc nhở kịp thời, ta lại muốn đúc thành sai lầm lớn. Không khách khí, lão tử cũng không phải là vì ngươi. Hoàng Phủ Thanh Thiên tính khí người nào không biết, lão tử liền sợ bị ngươi liên lụy, tính cả bị giận chó đánh mèo mà thôi. U Mưa Núi khinh thường bĩu môi, yên lặng cười cười, từ chối cho ý kiến. Một phương diện khác, Hoàng Phủ Trời Xanh cũng nhìn đến hai nữ chạy trốn, lại là cũng không thèm để ý, chỉ là bật cười lắc đầu, thỏ trắng nhỏ luôn cho là có thể trốn qua mãnh thú săn mồi, sau cùng cũng bất quá là mệt mỏi, trắng trắng phí sức a. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Thiên đạp chân xuống, thân hình đột nhiên tăng tốc, thẳng tắp hướng hai nữ đuổi theo. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, tứ hổ vội vàng vội vã xông lên trước, bốn trưởng đều xuất hiện, phong lâm hỏa sơn, thiên quân vạn mã. Oanh! Uyển như lũ quét cuốn tới, sóng to gió lớn, lại giống như thiên quân vạn mã, quét ngang chiến trường. Mặc dù chỉ là bốn người xuất trưởng, lại là tựa như hơn 10 người cùng nhau xuất trưởng đồng dạng. Uy lực đột nhiên tăng mạnh hơn 10 lần có thừa. Cho dù là Hoàng Phủ Thanh Thiên, cũng bỗng nhiên cảm thấy một cỗ gào thét uy áp, bay thẳng mặt. Trước mắt không khỏi sáng lên, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhếch miệng cười khẽ, lại là phối hợp trận thuật, bất quá đáng tiếc, cấp quá thấp. Nói, liền một quyền đánh ra.
không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói, chỉ là cái này phổ phổ thông thông nhất quyền, lại là giống như lưu tinh trụy địa. Ầm vang nổ vang ở giữa, bốn người ào ào bị đánh bay ra ngoài. Còn trên không trung, liền đã nhịn không được phun ra một miệng đỏ tươi dòng máu. Đồng thời trong lòng hoảng hốt, hiện tại bọn hắn biết cái kia Tạ Thiên Thương vì sao bị một chiêu trọng thương. Bởi vì cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên quả thực không phải người, đồng dạng là một cái tuổi đoạn, đồng dạng là một cái tu vi giai cấp, làm sao có thể mạnh đến như thế không thể tưởng tượng cấp độ. Mấu chốt là, bọn họ cái này ngăn trở một chút, lại không có chút nào bất cứ tác dụng gì, Hoàng Phủ Thanh Thiên vẫn như cũ tốc độ không giảm hướng Lạc Vân Thường hai người đuổi theo, dường như hắn vừa mới chỉ là dẫm qua một đám con kiến giống như không quan trọng. Hưu! Đột nhiên, tiếng xé gió lên. Nhưng nghe một tiếng trường ngâm tiếng vang, một cái long chảo bỗng nhiên từ Hoàng Phủ Thanh Thiên phía dưới thoát ra, trực kích hắn vị trí dưới bụng. Xuất thủ chi xảo trá, lực đạo chi tàn nhẫn, khiến tại chỗ tất cả mọi người nhìn mà than thở. Tiềm long vật dụng. Long Hành Vân trong mắt lóe tinh quang, trong nháy mắt đi vào trước người hắn. Hoàng Phủ Thanh Thiên nhẹ liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, tiềm long các thật sự là một đời không bằng một đời, đến ngươi nơi này. Thế mà sẽ chỉ chút trộm đạo chiêu số. Hắc hắc hắc, ngươi quản ta, lão tử thì chiêu này quen thuộc nhất. Long Hành Vân nhếch miệng cười một tiếng, không chút phật lòng, nhất trảo thẳng mò xuống ba đường. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt, Hoàng Phủ Trời Xanh hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, một chân nhẹ giơ lên, đã là chuẩn bị đem hắn đá bay. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, hắn hai chân đã không thể động. Một tầng óng ánh băng xương chẳng biết lúc nào dính vào hắn hai chân, cho nên tại hắn rốt cuộc động không mảy may. Cùng lúc đó, một cái nhẹ nhàng ngọc trường, hiện ra từng tia ý lạnh, hướng hắn đỉnh đầu đánh xuống, chính là bay trên trời gió lạnh Sở Khuynh Thành. Lần này, hắn không thể nhích người, lại là dưới có Long Hành Vân nhất trảo, bên trên có Sở Khuynh Thành ngọc trường, quan tâm không lo được dưới, tất có một chỗ thất thủ, đã thành cá trong chậu, vọt tới trước thân thể. Cũng không cảm thấy trệ trệ. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là thì thào lên tiếng, thì ra là thế, các ngươi thừa dịp tứ hổ ngăn cản ta thời khắc, đã là ở chỗ này bố trí hàn băng lĩnh vực bẫy dập. Không tệ không tệ, tính toán bổn công tử thua một bậc, bất quá đáng tiếc. Đụng chút, hai tiếng nổ mạnh phát ra, Sở Khuynh Thành nhất trưởng chỉnh chỉnh đánh tới hắn trên đỉnh đầu. Long Hành Vân cũng là đúng lúc đó tại hắn trên bụng móc nhất chảo. Tuy nhiên hạ lưu, nhưng lại thật sự là trực kích yếu hại. Thế nhưng là, làm cho người không thể tin được sự tình phát sinh. Lục Long Nhất Phượng, hai vị thiên huyền đỉnh phong cao thủ nhất kích, lại là hoàn toàn không thể dung chuyển cái quái vật này mảy may. Trong mắt nhìn không được co lại, Sở Khuynh Thành cùng Long Hành Vân liếc nhìn nhau, đều là cùng nhau hít sâu một hơi. Cái quái vật này. Đến tột cùng là cường hãn bao nhiêu a, quả thực không phải người. Hoàng Phủ Thanh Thiên hơi nhếch khóe môi lên lên, cười nhẹ lắc đầu, đáng tiếc. Thực lực các ngươi quá yếu, châu chấu đá xe, tự lấy nhục. Vừa dứt lời, nhưng gặp trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, oanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn thân cao thấp vậy mà kim quang sáng chói, có long ngâm tại lớn lên giống. Một đầu kim sắc long ảnh đột nhiên thẳng ra. Nhất thời liền đem hai người đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Đón lấy, đầu kia kim long lại trở lại trong cơ thể hắn. Cái kia, đó là vật gì? Long Hành Vân không thể tin nhìn lấy Hoàng Phủ Thanh Thiên, thì thào lên tiếng, bọn người người cũng là một mặt hoảng sợ nhìn lấy hắn. Trong cơ thể hắn, phảng phất có cái gì mạnh lớn đồ vật đang bảo vệ. Khóe miệng nhếch lên một cái khinh miệt đường cong. Hoàng Phủ Thanh Thiên nhẹ liếc nhìn hắn một cái, suy cười ra tiếng, đó là đế vương chứng minh, ngươi không xứng biết được. Nói xong, Hoàng Phủ Thanh Thiên liền không nhìn hắn nữa, chỉ để lại hắn một mặt kinh hãi ngồi liệt tại đất, khóe môi nhếch lên ân hồng chi sắc. Bạch, một cái lắc mình, lại không trở ngại Hoàng Phủ Thanh Thiên đi vào Lạc Vân Thường hai nữ trước mặt, ngăn lại các nàng đường đi. Hai người giật mình, quay đầu nhìn qua, đã thấy Sở Khuynh Thành. Tạ Thiên Thương cùng Long Hành Vân cùng Thiên Vũ Tứ Hổ đều là đã trọng thương ngã xuống đất, không đứng dậy được, không khỏi càng thêm hoảng sợ. Tuy nhiên vừa mới tựa hồ đi qua chiến đấu kịch liệt, nhưng lại chẳng qua là một hơi ở giữa sự tình thôi.
Cái gì về phần bọn hắn hành động, căn bản không có trở ngại cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên một phân một hào. Đồng dạng là Lục Long Nhất Phượng, thực lực sai biệt sao sẽ như thế cách xa. Co rúm lại lấy ôm cùng một chỗ, hai nữ trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Hoàng Phủ Thanh Thiên giống như một cái bất bại quái vật, vô luận là ai đều không thể đưa các nàng cứu ra hắn ma chảo phía dưới. Ngưng Nhi, cẩn thận! Tạ Thiên Dương hét lớn một tiếng, cùng Long Quỳ Long Kiệt bọn người đồng loạt xông lên phía trước. Thế nhưng là liền Lục Long Nhất Phượng đều không thể ngăn cản hắn, bọn họ đi hữu dụng không? Đáp án, hiển nhiên là phủ định. Cơ hồ chỉ là nhỏ vung tay lên, mọi người liền tất cả đều bị Hoàng Phủ Thanh Thiên đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Tà Dị nhìn về phía Lạc Vân Thường, Hoàng Phủ Thanh Thiên duỗi ra nhất trưởng, cười lạnh thành tiếng, Lạc Tiểu Thư, ta một trưởng này đánh xuống, hai người các ngươi nhất định thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Nếu là đến lúc đó cái kia Trác Phàm còn không có xuất hiện, hoặc là hắn là chết thật, hoặc là cũng là rùa đen rút đầu, bổn công tử có gặp hay không, cũng liền không quan trọng. Đánh giám, người mới rùa đen rút đầu đây, Trác đại ca là đại anh hùng. Ngưng Nhi bất khuất nhìn về phía hắn, mắng to. Lạc Vân Thường chết ôm lấy Ngưng Nhi, cũng là bình tĩnh gật gật đầu, nhìn hằm hằm hướng hắn. Hơi nhếch khóe môi lên lên, Hoàng Phủ Thanh Thiên khinh miệt cười cười, ta cũng hy vọng hắn là anh hùng, bất quá cứ như vậy, thì vừa tốt chứng minh hắn đã chết. Nói, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhất trưởng chậm rãi đè xuống. Thế nhưng là tốc độ kia mặc dù chậm, nhưng lực đạo lại giống như một tòa núi lớn đồng dạng, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Lạc Vân Thường cùng Ngưng Nhi hai người, chăm chú ôm cùng một chỗ, một mặt hoảng sợ nhìn lấy một trưởng kia, lại là cường ngạnh ngồi thẳng lên, không bị hù ngã. Bọn người người, muốn đi cứu, lại là lực bất tòng tâm. Tỷ, Lạc Vân Hải hét lớn một tiếng, kéo lấy thân thể hướng về phía trước leo đi, lại là căn bản không có khả năng thời gian ngắn đuổi tới. Ngưng Nhi, Tạ Thiên Dương đồng dạng trọng thương tại thân, phủ phục tiến lên, cắn răng nộ hống. Hoàng Phủ Thanh Thiên lạnh lùng nhìn lấy hai nữ, một bàn tay đã là áp đến các nàng trước mặt, ha ha ha. Xem ra cái kia Trác Phàm, thật sẽ không xuất hiện. Thật đáng tiếc, các ngươi muốn vì hắn hành vi mà uổng đưa tánh mạng. Nếu không phải tiểu tử kia đắc tội chúng ta đế vương môn, bổn công tử cũng sẽ không có cái này thời gian dỗi nhìn chằm chằm các ngươi Lạc gia không thả. Cho nên, các ngươi muốn oán niệm, thì oán niệm Trác Phàm a, là hắn để cho các ngươi tuổi còn trẻ thì chết oan. Lạc Vân Thường cùng Ngưng Nhi cắn thật chặt răng, không rên một tiếng. Tạ Thiên Dương lại là hung hăng đấm khắp nơi, song đồng khóe mắt, dường như lại trở lại lúc trước Thanh Minh Thành cảm giác bất lực cảm giác, nổi giận mắng, cái tên vương bát đản ngươi Trác Phàm, vì sao mỗi lần ngươi gây chuyện, đều không lau sạch sẽ cái mông liền chạy, hại Ngưng Nhi muốn vì ngươi tìm cái chết vô nghĩa. Ngươi tên hỗn đản, có lương tâm ngươi liền mau xuất hiện a. Lâm Toàn Phong bọn họ thì là nghe lấy đoạn này chửi mắng, đùa cười ra tiếng, xem ra cái kia Trác Phàm là thật chết, bằng không thì cũng không biết loại tình huống này vẫn chưa xuất hiện đi. Không biết, Trác Phàm sẽ không chết, Lạc Vân Thường khẽ cắn môi, một mặt kiên định giống to lên tiếng. Lông mày nhíu lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhất trưởng đã là sắp chịu đến nàng mặt, cười nhạo nói, nếu như hắn thật không có chết, thì mang ra, chứng minh một phen a. Bất quá cho dù hắn thật xuất hiện, cũng đã muộn, hắn là không thể nào theo bổn công tử trong tay cứu các ngươi. Lạc Vân Thường lúng túng một chút, trong mắt lệ quang chớp động, giống to lên tiếng, Trác Phàm, nếu như ngươi còn sống, thì mau chạy ra đây a. Chí ít, để cho ta tại sao cùng gặp lại ngươi một lần. Tính, giống như chết địa tính, chung quanh không có một tia đáp lại, Lâm Toàn Phong bọn người gặp này, càng là cười to lên, khinh miệt nhìn về phía Lạc Vân Thường. Giống như đang nhìn một cái nữ nhân ngu ngốc. Ngưng Nhi lại là kiên định nhìn lấy nàng, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Vô dụng, an tâm đi chết đi. Bạch, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhất trưởng đột nhiên tăng tốc, hai nữ nhất thời cảm giác hô hấp đều dừng lại, tựa hồ sau một khắc liền sẽ thịt nát xương tan. Lạc Vân Thường gương mặt xẹt qua thanh lệ, nhắm hai mắt, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Vì sao tại sao cùng, đều không thể nhìn thấy Trác Phàm một mặt. Ngưng Nhi lại là ở trong lòng cầu nguyện, giống Thanh Minh Thành như thế kỳ tích, có thể một lần nữa. Người nào, có thể đến cứu lấy chúng ta a? Xì xì xì. Đột nhiên,
Tạ Thiên Dương cùng Ngưng Nhi trong tay lôi linh giới đồng thời dần hiện ra lóa mắt lôi quang. Hai người cùng nhau giật mình, hét lớn lên tiếng. Trác Phàm, Trác đại ca, oanh. Thế nhưng là đã muộn, Hoàng Phủ Thanh Thiên Nhất Trưởng đã không chút do dự đánh xuống, chỉnh mảnh khu vực trong nháy mắt bị san thành bình địa. Tạ Thiên Dương hai mắt kinh ngạc nhìn cái kia một vùng phế tích, dường như lực khí toàn thân đều giống như mất đi, ngã nhào xuống đất, hai con mắt đã là ngăn không được chảy xuống nước mắt. Đúng vào lúc này, một đạo khoan thai thanh âm vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, các ngươi, đang tìm ta sao? Thân thể không khỏi chấn động, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhẹ nhàng nắm nắm quyền đầu, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Tại chỗ tất cả mọi người, cũng cùng nhau hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn qua. Lại chính gặp tại cổ liệt gió lay động phía dưới, một đạo hắc bào bóng người thẳng tắp đứng ở nơi đó, giống như một thanh phong mang tạm thời ẩn lợi kiếm, tuy nhiên còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng là cái kia cỗ khiếp người khí tức, lại là làm cho tất cả mọi người cũng không dám khinh thường. Riêng là hắn hai bên trên hai tay, còn các ôm lấy một nữ tử, nhìn kỹ lại, chính là lúc trước bị Hoàng Phủ Thanh Thiên Nhất Trưởng đánh giết Lạc Vân Thường cùng Tiết Ngưng Hương hai người. Cái này sao có thể? Nguyên bản cần phải thịt nát xương tan hai người, làm sao có thể còn êm đẹp còn sống? Chẳng lẽ nói, thì trong khoảnh khắc đó, người này tại Hoàng Phủ Thanh Thiên đều không có phát giác tình huống dưới, đem người cứu ra sao? Vậy dạng này lời nói, thì càng không khả năng. Trong thiên hạ, ai có thể tại Chấn Thiên Đế Vương Long trước mặt, như thế không có không một tiếng động cứu người, vẫn là tại như thế nguy cấp tình huống. Liền xem như lấy tốc độ tăng trưởng Lâm Toàn Phong, cũng vạn vạn không có khả năng như thế. Người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía bóng đen kia ánh mắt, tràn ngập kinh dị cùng nghi hoặc. Cho dù là Hoàng Phủ Thanh Thiên, nhìn lên trước mặt cái thân ảnh này, cũng là mí mắt nhìn không được run run, giật mình thời gian thật dài, không có ra một câu tiếng vang. Bởi vì, hắn cũng nhìn không thấu. Chóng mặt hồi tỉnh lại, Lạc Vân Thường còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Bởi vì lúc trước, nàng đã cảm thấy mình muốn chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là chỉ chớp mắt, lại là đi tới nơi này, còn bị một cái người áo đen một tay kẹp lấy. Tiết Ngưng Hương đầu đồng dạng choáng, nhưng là bên tai lại là vang lên cái kia âm thanh quen thuộc tiếng sấm, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp người áo đen trên tay lôi linh giới đang phát ra rạng rỡ lôi quang. Không khỏi trở nên kích động, kêu lên sợ hãi Trác đại ca, người quả nhiên bình an vô sự. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lần nữa trong lòng kinh hãi, thật sâu nhìn sang. Chậm rãi đem hai nữ để xuống, Trác Phàm mỉm cười, mang trên đầu hắc bào lật dưới, lộ ra cái kia làm cho tất cả mọi người hoặc kinh ngạc, hoặc vui sướng, hoặc cừu hận, hoặc chán ghét hai gò má. Không sai, hắn cũng là vô luận đi đến nơi nào. Đều muốn quấy hắn cái long trời lỡ đất, trùng thiên ma long, Trác Phàm. Cười nhẹ nhìn về phía Tiết Ngưng Hương, Trác Phàm khóe miệng hiếm thấy lộ ra một đạo không màng danh lợi chi sắc, Ngưng Nhi, đã lâu không gặp. Tiết Ngưng Hương mỉm cười gật đầu, ngượng ngùng cúi thấp đầu. Tạ Thiên Dương nằm dạp trên mặt đất, nhìn lấy tình cảnh này, quả thực dục sinh dục tử. Vốn là hắn chả vì Tiết Ngưng Hương có thể không có việc gì, vui đến phát khóc. Thế nhưng là lại xem xét Tiết Ngưng Hương nhìn lấy Trác Phàm cái kia mập mờ ánh mắt, hắn thì có một loại muốn đâm chết xúc động. Ngưng Nhi a, vì sao ngươi xưa nay không dùng ánh mắt ấy liếc lấy ta một cái đâu? Đụng. Đột nhiên, Trác Phàm một cái lảo đảo, lao ra, sau đó bưng bít lấy cái mông, một mặt căm tức xoay đầu lại, mắng to, đại tiểu thư, ngươi lại thế nào, vừa thấy mặt thì. Thế nhưng là, hắn mắng lấy. Lại là càng ngày càng nhỏ âm thanh, đến sau cùng hoàn toàn biến mất tiếng vang. Bởi vì hắn đã thấy, Lạc Vân Thường cái kia tràn đầy u oán ánh mắt, cùng trong hai con ngươi ẩn ẩn bắn ra nước mắt. Ngươi hỏi ta làm sao, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, năm năm này đến tột cùng chạy đi nơi đâu, lo lắng chết ta. Lạc Vân Thường giọng căm hận chửi mắng, nhưng là rất nhanh liền lại cũng khó có thể kềm chế trong lòng kích động, phi nước đại hướng Trác Phàm. Không để ý bên cạnh người ánh mắt, đem hắn ôm chặt lấy, nước mắt chảy ra không ngừng phía dưới. Dường như giờ khắc này, hắn muốn đem Trác Phàm chăm chú ôm vào trong ngực, cũng không tiếp tục để hắn rời đi chính mình một bước. Trác Phàm nhất thời chân tay luống cuống, không biết hai tay cái kia để chỗ nào tốt,
cuối cùng vẫn là tại nàng trên lưng vỗ nhẹ nhẹ đập, lấy đó an ủi đi. Tiết Ngưng Hương ở bên nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng không lý do có loại ê ẩm vị đạo. Nàng không biết đây là vì cái gì, vốn là gặp lại Trác Phàm, nàng là cực kỳ vui vẻ. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, nhìn thấy vị đại tiểu thư này chăm chú ôm ấp lấy Trác Phàm, trong nội tâm nàng luôn luôn lật đến hoảng. Sở Khuynh Thành xa xa nhìn lấy bọn hắn, trong lòng đồng dạng chua xót. Trác Phàm là hắn tại Hoa Vũ Thành nhận định phu quân, nhưng là bây giờ, trong ngực lại là ôm khác nữ nhân. Tuy nhiên nàng cũng biết đây là hợp tình lý sự tình, nhưng là nàng vô luận như thế nào đều không thể bình tĩnh lại nội tâm yêu thương. Cỗ này đau xót, thậm chí so thân thể nàng lên thương tổn, còn mãnh liệt hơn. Thế nhưng là, hai nữ nhân vì tình gây thương tích cũng liền thôi, Thiên Vũ Tứ Hổ cái này bốn cái đại lão ra, nhìn lấy tình cảnh này, lại cũng là trái tim pha lê nát một chỗ. Nguyên lai vị này Lạc tiểu thư đã có người trong lòng a, thiệt thòi chúng ta thầm mến nàng 5 năm, còn thường xuyên vì thế giữa huynh đệ đánh nhau một trận. Thật không nghĩ đến, ai, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a, cái này chắc quản gia, thật mẹ hắn là danh phó thức ăn trộm, trộm tiểu thư tâm ăn trộm. Bất quá, bao nhiêu ưu sầu, thì có bao nhiêu sung sướng. Tạ Thiên Dương nhìn lấy cái kia ấm áp tràng diện, khóe miệng cũng đã cười đến đều nhanh ngoác đến mang tai từ sau. Chỉ cần Trác Phàm có khác nữ nhân, cái kia Ngưng Nhi tự nhiên là hết hy vọng, vậy hắn thì có hy vọng. Mặc kệ người này là Sở Khuynh Thành vẫn là Lạc Vân Thường, cũng không đáng kể a, ha ha ha. Tạ Thiên Dương trong lòng, cười như điên không ngừng, lại là hoàn toàn quên, bọn họ vẫn còn trong nguy hiểm đâu. Thế mà có thể bị một cái đoán cốt cảnh ngũ trọng nữ nhân đá cái mông, xem ra cái này trùng thiên ma long thực lực, cũng không gì hơn cái này. Đột nhiên, một đạo thanh âm ngạo nghễ đánh gãy Lạc Vân Thường cái kia kích động tâm tình. Lúc này nàng mới nhớ tới, bọn họ còn không có thoát hiểm, sau đó vội vàng từ trên người Trác Phàm rời đi, chà chà gương mặt nước mắt, như một cái tiểu nữ nhân giống như tránh tại hắn sau lưng, dịu dàng nói Trác quản gia, bảo hộ ta. Cái kia cố kiều mị thanh âm, nhất thời đem tứ hổ xương cốt đều nhanh hóa xốp giòn, sau đó càng thêm oán hận nhìn về phía Trác Phàm, đấm ngực dậm chân. Vì cái gì Lạc tiểu thư sẽ thích cái này Trác quản gia đây, hắn không phải là các ngươi nhà hạ nhân a. Quay đầu thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm trong lòng nghi hoặc, nhà đầu này lúc nào học được chiêu này, còn nhõng nhẽo. Bất quá, cảm giác nhưng thật ra vô cùng không tệ. Ha ha ha, đại công tử, ta nhìn cái này Trác Phàm cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, hiện tại cũng bất quá là đoán cốt 9 tầng cảnh mà thôi, không ngất huyền đều không thể đột phá. Nếu như ngài cùng hắn giao thủ lời nói, sợ rằng sẽ mất thân phận, không bằng để tại hạ làm thay đi. Lúc này, Lâm Toàn Phong cười lớn một tiếng nói. Hoàng Phủ Thanh Thiên trầm ngâm một trận, khẽ gật đầu. Tiểu tử này nói đúng, nếu là cái này Trác Phàm chỉ có chút năng lực ấy, xác thực không cần đến hắn động thủ. Nhưng nếu Trác Phàm thâm tàng bất lộ, vậy liền cầm cái này ngu ngốc đi thử xem sâu cạn, cũng không tệ. Hoàng Phủ Thanh Thiên khẽ cười một tiếng. Thản nhiên nói, vậy thì do ngươi ra tay đi, bổn công tử cho phép. Tạ đại công tử, Lâm Toàn Phong liền ôm quyền, ta dị nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó. Trác Phàm lông mày nhíu lại, nhìn về phía Lạc Vân Thường nói, cái này hai hàng đều là ai vậy? Sắc mặt bất giác nghiêm một chút, Lạc Vân Thường vội vàng giải thích. Lúc này, Trác Phàm mới đưa trước mặt mọi người tất cả đều nhận rõ. Chỉ là không nghĩ tới. Hoàng Phủ Thanh Thiên thật như thế cường hãn, lại một người lật tung hắn ba nhà minh hữu cùng Thiên Vũ Tứ Hổ, còn như thế khí định thần nhàn. Thực lực quả nhiên khủng bố, nếu là lúc trước gặp phải, đoán chừng hắn cũng không phải người này đối thủ, bất quá bây giờ a, hắc hắc. Trác Phàm cười gằn, đã tính trước, Lạc Vân Thường hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng. Cùng Trác Phàm ở chung lâu như vậy, Trác Phàm trên mặt cái kia cố tự tin, nàng tự nhiên xem xét liền biết rõ. Cho nên cũng liền không có nhiều cố kỵ như vậy, nhất chỉ Lâm Toàn Phong nói, Trác quản gia, người khác không quan trọng, trước cho ta thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử này. Trác Phàm sững sờ, không rõ ràng cho lắm, vì cái gì, hắn đặc biệt như vậy sao? Bởi vì, tại người trước khi đến, hắn, khinh bạc ta, Lạc Vân Thường nhăn nhăn nhó nhó nắm lấy Trác Phàm ống tay áo nũng nịu, cái kia cố mị hoặc, để người khác nhìn đến một trận xương cốt xốp mềm.
Trác Phàm bất giác nháy mắt mấy cái, lại thật sâu nhìn nàng một cái, trong lòng thầm than, đại tiểu thư này thật đúng là biến, thân là nữ nhân bản sự tiến bộ không ít a. Bất quá đã đại tiểu thư đều lên tiếng, bất kể có phải hay không là thật, thân là quản gia sao có thể không ra mặt. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, Trác Phàm vẫy vẫy bàn tay, một mặt bất thiện nhìn về phía Lâm Toàn Phong nói, xuyên Lâm Dực Long Lâm Toàn Phong, dám đối với chúng ta đại tiểu thư xuất thủ, quả thực không muốn sống. Hắc hắc hắc, thì tính sao, ai bảo Lạc gia không có nam nhân đâu. Ba, thế mà, hắn nói còn chưa dứt lời, đã là không biết sao, đụng một tiếng bị vỗ bay ra ngoài. Nhưng nghe ầm ầm tiếng vang phía dưới, trong nháy mắt va sụp ba bốn tòa nhà dân, vùi sâu vào phế tích bên trong. Trác Phàm cách nhau hơn 100 mét, lại là nổi giận đùng đùng thu tay lại đến, trong mắt giống như muốn phun ra liệt diễm, mẹ hắn, trước mặt lão tử, nói Lạc gia không có nam nhân, càng thêm đáng chết. Tính, giống như chết tính. Tất cả mọi người ngốc ngơ ngác nhìn Trác Phàm, trên mặt hoàn toàn cứng đờ. Cho dù là cái kia Chấn Thiên Đế Vương Long, cũng là không cảm thấy trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cách nhau 100 mét có hơn, Trác Phàm tùy ý vung lên, vậy mà cách không đem hắn đập bay. Người kia là ai a? Lục Long Nhất Phượng bên trong xuyên Lâm Dực Long, Lâm Toàn Phong, Thiên Huyền Cảnh bên trong tốc độ nhanh nhất người. Bất luận là kình khí cũng tốt, còn là ám khí cũng được, chỉ cần viễn trình công kích, đều sẽ bị hắn tùy tiện né tránh. Không có vì cái gì, chỉ vì tốc độ ngươi, vĩnh viễn không đuổi kịp hắn. Đến mức cận thân công kích, cái kia càng là đuổi không kịp. Nhưng là bây giờ, Trác Phàm thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ vung lên, liền đem như thế một cái nhanh như phong lôi tiểu tử cho đập bay, không thể không làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Nhưng là làm người ta kinh ngạc nhất là, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Bởi vì không có người nhìn đến hắn là như thế nào xuất thủ, hắn tốc độ quá nhanh, lại nhưng đã trốn qua tất cả người cảm giác, bao quát Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên cái này tránh thức quái vật. Ngay cả quái vật đều không phát hiện ra được thân thủ, cái kia Trác Phàm chẳng phải là so quái vật còn muốn quái vật sao. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đã không thể dùng chấn kinh để hình dung, quả thực cũng là dọa sợ. Tạ Thiên Thương nhìn lấy Trác Phàm bóng người, trầm ngâm nửa ngày, bất giác nháy mắt mấy cái, than nhẹ lên tiếng, truyền thuyết bên trong trùng thiên ma long, quả nhiên danh bất hư truyền, quỷ dị vô cùng a. Long Hành Vân ngơ ngác nhìn chỗ đó, khổ cười ra tiếng, ta hiện tại cuối cùng biết phụ thân tại sao lại cùng Lạc gia kết minh, tiểu kiệt tiểu quỷ bọn họ lại vì sao liều mạng như thế tu luyện. Cái quái vật này, cho người ta rung động thật sự là quá lớn, chỉ là coi như liều mạng tu luyện, có thể theo kịp hai cái này quái vật sao? Long Hành Vân một trận lắc đầu bật cười, tất cả mọi người cũng là sợ hãi thán phục tại Trác Phàm quỷ dị thực lực, Sở Khuynh Thành nhìn lấy cái kia quen thuộc vĩ ngạn thân thể, trong mắt dị sắc gợn sóng, nhưng là vừa nghĩ tới hắn chả cùng hai nữ nhân khác có liên quan, trong lòng liền một trận cảm giác khó chịu. Ầm ầm. Lâm Toàn Phong theo phế tích bên trong đứng dậy, khóe miệng xẹt qua một đạo đỏ tươi, phốc một tiếng, phun ra hai khỏa cùng máu tươi gãy răng đến, nhìn về phía Trác Phàm phương hướng đã tràn đầy kinh khủng, không còn lúc trước lỗ mãng chi sắc. Cái này trùng thiên ma long Trác Phàm, thật sự là thực lực cao thâm mà chắc a, hắn căn bản liền phản ứng cũng không kịp, liền bị đánh rụng hai khỏa răng. Mà lại đó có thể thấy được, cái này Trác Phàm vẫn chỉ là tùy ý nhất trưởng, nếu là thật nghiêm túc lời nói, vậy hắn còn không thịt nát xương tan. Mấu chốt là đối phương tốc độ so hắn còn muốn quỷ dị, cái kia tự cho là đúng kỳ nhanh, căn bản phái không lên bất luận cái gì công dụng. Cho nên, Lâm Toàn Phong trong lòng đối Trác Phàm kiêng kỵ, cũng càng thêm sâu. U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ vội vã đi vào trước người hắn, nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng. Tuy nhiên trước đó bọn họ sớm đã nghe qua Trác Phàm đủ loại nghe đồn, nhưng lúc này thật đang đối mặt, mới thật thật sâu cảm nhận được cái kia cỗ tà dị đáng sợ. Khó trách người này có thể đem bảy nhà quấy đến gà chó không yên, nhưng như cũ dương dương tự đắc, thực lực quả nhiên quỷ dị vô cùng. Thờ ơ vẫy vẫy bàn tay, Trác Phàm sắc mặt bình thản, giống như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, nhìn về phía một bên Lạc Vân Thường nói, đại tiểu thư, dạng này trừng phạt ngươi cảm thấy vẫn được à, bằng không ta lại đi cho cháu trai kia một chân.
trong lòng bất giác run lên, Lâm Toàn Phong nhịn không được run run thân thể, hướng về sau nhỏ hơi lui một bước. Đi qua một trưởng kia chi uy, Trác Phàm tùy ý một câu, đúng là đem hắn cái này lục long nhất phượng bên trong xuyên lâm rực long, trực tiếp dọa cho lui. Cái này nếu để cho người khác nghe đến, chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, thế nhưng là, đây chính là sự thật. Nếu như nói Hoàng Phủ Thanh Thiên là đe dọa người khác phương đạo, cái kia Trác Phàm cũng là đe dọa người khác bá đạo, hai người đều là chân chính đế vương long. Lục long nhất phượng còn lại đám người, đối hai người này ai cũng không thể trêu vào. Lạc Vân Thường tựa hồ cũng không nghĩ tới, Trác Phàm xuất hiện lần nữa, thực lực vậy mà như thế khủng bố quỷ dị, không khỏi ngơ ngác, sau đó mới phản ứng được, lắc đầu ách, không cần, nàng chỉ là đối ta ngôn ngữ lỗ mãng, cho hắn một bàn tay liền đầy đủ. Nghe được lời này, Lâm Toàn Phong đúng là một cách tự nhiên buông lỏng một hơi, thậm chí đối Lạc Vân Thường còn có chút cảm kích. Lạc tiểu thư, ngài thật là đại nhân đại lượng a. Thế nhưng là không đợi hắn cơn giận này, hoàn toàn gọi ra đến, Lạc Vân Thường câu nói tiếp theo lại là nhất thời đem hắn hoảng sợ nước tiểu. Có điều, khinh bạc sự tình tạm thời tính toán, nhưng Vân Hải sự tình. Lạc Vân Thường chỉ nơi xa ngã trên mặt đất đệ đệ, nhìn về phía Trác Phàm điềm đạm đáng yêu nói, Trác quản gia, chúng ta thiếu gia bị người khi dễ thành dạng này. Ngươi nhưng là nhất định muốn lấy lại danh dự mới được. Sắc mặt bất giác trầm xuống, Trác Phàm lúc này mới nhìn về phía nơi xa cái kia đã trưởng thành nửa trẻ danh to xác Lạc Vân Hải, nhìn lấy cái kia đứt gãy xương đùi, trong mắt sát y lóe lên một cái rồi biến mất, thiếu gia, ai làm? Trong lòng một trận cười khổ, Lạc Vân Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi 5 năm qua Trác Phàm sau khi mất tích, toàn bộ Lạc gia liền do hắn cái này chị gái ra mặt quản lý. Vốn là hắn chị gái là cái ôn tồn lễ độ tiểu thư khuê các, nhưng là từ khi cùng những cái kia minh hữu hội đàm, bắt đầu có kè mặc cả về sau, liền từ vừa mới bắt đầu yếu đuối, biến đến càng ngày càng mạnh cứng rắn. Không nhưng bất kỳ đàm phán thủ đoạn đều học xong, bất luận dáng vẻ cái cớm, vẫn là cứng rắn đối mặt, đều không nói chơi. Mấu chốt là, hiện tại cùng Trác đại ca một dạng, tạo thành đúng lý không tha người cứng rắn điệu bộ. Riêng là, còn đặc biệt am hiểu sử dụng nữ nhân yếu đuối thế công, mượn lực đả lực, châm ngòi ly gián. Hiện tại Trác đại ca sau khi trở về, nàng càng thêm có lực lượng, thế nhưng là cỗ này nhiều năm ở tại đàm phán tạo thành vũ mị, cũng mất tự nhiên xuất ra. Mà Trác Phàm cá tính, tại chỗ Phàm là biết hắn đều biết, cái kia là tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, so lúc này Lạc Vân Thường càng thêm mạnh thế. Có thể nói, Lạc Vân Thường lúc này phong cách, cũng là Trác Phàm thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Bất quá, Lạc Vân Hải dù sao cũng là tại quân kỷ nghiêm minh độc cô đại quân bên trong trải qua người, tự nhiên biết cái gì là lấy đại cục làm trọng, cho nên cười khoát khoát tay, cam nguyện chính mình nuốt xuống quả đắng nói, không có gì đáng ngại, Trác đại ca, quên đi, có thể gặp lại ngươi, biết ngươi không có việc gì, ta đã thật cao hứng. Cái gì tính toán, Vân Hải, ngươi làm lính làm ngốc. Trước kia chúng ta nén giận cũng coi như, hiện tại ngươi Trác đại ca đều trở về, chúng ta sao có thể còn bị người tùy tiện khi dễ, ngươi nói đúng không? Lạc Vân Thường quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, đã thấy hắn một mặt kinh ngạc ánh mắt nhìn mình chằm chằm, dường như hoàn toàn không biết, mới sắc mặt một đỏ, lại khôi phục y như là chim non nép vào người hình, lẩm bẩm nói, ngươi nói, đúng hay không mà? Đại tiểu thư, ngươi nhập ma. Nháy mắt mấy cái. Trác Phàm một trận mồ hôi, bọn họ tiểu thư lúc nào biến đến như vậy cay độc. Bất quá, hắn lại là rất vui mừng nàng dạng này cải biến. Mạnh được yếu thua, ngươi như nhân từ nương tay, liền sẽ bị người khác nuốt mất. Cho nên đừng nói là đúng lý không tha người, coi như không để ý tới cũng muốn tranh giành ba phần, đây chính là hắn Trác Phàm phong cách hành sự. Thiên hạ này, không phải có lý người thiên hạ, mà là cường giả thiên hạ. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Trác Phàm lạnh lùng nói, tỷ tỷ ngươi nói đúng, lão tử không tại, các ngươi chịu bao nhiêu ủy khuất, ta lực bất tòng tâm. Nhưng lão tử trở về, còn để cho các ngươi ủy khúc cầu toàn, cái kia chính là lão tử cái này đại quản gia thất trách. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có thể nghe ra Trác Phàm trong lời nói nồng đậm sát ý, Lạc Vân Hải không khỏi một trận cười khổ, giữ im lặng. Tại chỗ tất cả nam tử thì là cùng nhau trong lòng run lên, đối Trác Phàm bá khí thầm thầm bội phục, tất cả nữ tử thì là trong mắt phát tán ra vẻ mê say,
cho dù lúc trước đối Trác Phàm cái này lãnh huyết nam tử hận đến cắn răng mẫu đơn lâu chủ, cũng không thể không thừa nhận, lúc này Trác Phàm là như vậy nhưng là dựa vào, khiến mỗi một vị nữ tử mê muội. Tính toán, Vân Hải hắn cũng có chỗ khó, không tiện nhiều lời. Gặp Lạc Vân Hải một mực trầm mặc không nói, Lạc Vân Thường không khỏi thở dài, tiếp lấy lại hóa thành một cái tiểu nữ tử bộ dáng, đong đưa Trác Phàm cánh tay, giống như một cái hướng ra lớn lên cáo trạng tiểu nữ nhân, vừa chỉ cái kia Lâm Toàn Phong, nổi giận nói cũng là hắn, đạp gãy Vân Hải chân. Lại là ngươi nha, mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Lâm Toàn Phong, một mặt tức giận, xem ra vừa mới một trưởng kia, thật sự là đánh nhẹ a. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Lâm Toàn Phong không tự chủ được hướng, về, sau liền lùi lại hai bước, toàn thân đã tràn đầy mồ hôi lạnh. U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ cũng là một trái một phải thủ ở bên cạnh hắn, đầy mặt vẻ đề phòng. Có thể nói, tại toàn bộ Thiên Vũ thế hệ trẻ tuổi bên trong, trừ Chấn Thiên Đế Vương Long Hoàng Phủ Thanh Thiên bên ngoài, cũng chỉ có Trác Phàm có thể để bọn hắn như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đạp! Thế nhưng là đúng lúc này, Hoàng Phủ Thanh Thiên đạp nhẹ một bước, ngăn tại Trác Phàm trước mặt, sắc mặt lạnh nhạt náo đầy đủ đi. Há, người muốn ngăn ta? Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm khóe miệng lộ ra cái tà dị đường cong. Chậm rãi lắc lắc đầu, Hoàng Phủ Thanh Thiên sắc mặt bình tĩnh như thường, dường như cho dù là Trác Phàm đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì, không phải cản ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ là, không có người có thể theo trước mặt ta đi qua. Ngươi, cũng không thể. Trong lòng không khỏi giật mình, mọi người cùng nhau nhìn qua, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên, rốt cục muốn xuất thủ. Mà lại, đây là hắn bình sinh lần thứ nhất, chủ động đứng tại một người trước mặt cản đường, trước kia là tuyệt đối không có qua. Tuy nhiên hắn trên miệng không nói, nhưng lại lấy hành động cho thấy, hắn đối Trác Phàm thực lực sinh ra tán thành. Bởi vì chỉ có mặt đối với đối thủ lúc, hắn mới phải đứng ở người kia chính đối diện. Lúc trước hắn mặc dù cùng mọi người giao thủ, nhưng là trong mắt lại không có bất kỳ cái gì một người. Nhưng là hiện trong mắt hắn có một bóng người, cái kia chính là Trác Phàm. Tất cả mọi người một mặt nghiêm túc nhìn về phía chỗ đó, chờ đợi hai cái này quái vật lần thứ nhất giao thủ. Tạ Thiên Thương lại là thầm cười khổ, một trận hưu quạnh. Làm một cái võ si, hắn hy vọng dường nào Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên cái thứ nhất nhìn thẳng vào đối thủ là hắn. Bất quá đáng tiếc, lấy hắn thực lực, căn bản nhập không Hoàng Phủ Thanh Thiên pháp nhãn. Lâm Toàn Phong mấy người cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, yên lòng. Có lão đại ở phía trước đỉnh lấy, tiểu tử kia còn làm sao có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Thế nhưng là, đưa tay gãi đầu một cái, Trác Phàm rực rỡ cười một tiếng, nhìn về phía sắc mặt bình thản Hoàng Phủ Thanh Thiên, lộ ra một cái tà dị ánh mắt ngươi. Nói thật, bạch, tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm trong nháy mắt biến mất bóng người. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên còn chưa kịp trong lòng kinh dị, Trác Phàm tiếng cười đã là tại hắn sau lưng 100 mét có hơn phát ra. Mà giờ này khắc này, hắn bóng người đã bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Toàn Phong trước mặt. Ha ha ha, tiểu tử, đã thương chúng ta Lạc gia thiếu gia, nhưng là muốn phải trả cái giá nặng nề. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, Lâm Toàn Phong dọa đến hồn phi phách tán, gia hỏa này lúc nào đột phá Hoàng Phủ Thanh Thiên ngăn cản, hướng đến nơi đây. Thế nhưng là, còn không đợi hắn cuống quýt chạy trốn, Trác Phàm một cái lóe tử lôi bay chân, đã là hung ác đá hắn trên bụng, nhất thời liền đem hắn đá bay ra xa mấy chục thước. Chỉ là trên không trung, cái kia tử sắc lôi mang tại trong thân thể của hắn tàn phá bừa bãi, liền để hắn nhịn không được phun ra một miệng sen lẫn mảnh vụn dòng máu. Hắn nội tạng, lại nhưng đã tại một cước này phía dưới, lọt vào nghiêm trọng phá hư. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Riêng là thì ở bên cạnh hắn U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ, nhìn lấy bất chợt tới xuất hiện Trác Phàm, càng kinh hãi thất sắc. Tại Trác Phàm đem Lâm Toàn Phong đá bay về sau, cũng không dám thất lễ, bỗng nhiên một người nhất trưởng hướng Trác Phàm giáp công đi qua. Thế nhưng là, bá một tiếng, Trác Phàm bóng người lần nữa biến mất, đợi lại xuất hiện lúc, đã là đi vào không trung bay ngược Lâm Toàn Phong chỗ, nhất chảo chộp vào hắn trên xương đùi, lộ ra một cái ma quỷ giống như nụ cười, tiểu tử, ngươi thương ta thiếu ra một cái xương đùi,
ta gỡ ngươi một cái chân, rất không bình đi. Trong mắt ngăn không được co lại, Lâm Toàn Phong trong lòng hoảng hốt, thế nhưng là còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, phát ra một câu cầu xin tha thứ thanh âm, Trác Phàm băng lãnh tiếng nói đã là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Quỷ Long Chảo, xoẹt, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, nương theo lấy Lâm Toàn Phong một tiếng chấn thiên triệt địa kêu gào, hắn một cái chân đã là bị Trác Phàm cứ thế mà xé đứt, ném đến không trung. Hoàng Phủ Thanh Thiên giật mình, trên mặt lần thứ nhất không bình tĩnh lên, quay người muốn đi cứu trợ. Nhưng là đúng lúc này, một đạo khoan thai thanh âm lại là đột nhiên tại hắn sau lưng vang lên, Hoàng Phủ Công Tử, ngươi không phải muốn ngăn ta sao, đưa lưng về phía ta, tính toán làm sao cái ý tứ. Thân thể mãnh liệt run run, Hoàng Phủ Thanh Thiên trên đầu đã là chảy ra một khó có thể phát giác mồ hôi lạnh, cứng đờ lần nữa xoay người, lại là thình lình phát hiện. Trác Phàm vẫn như cũ không nhúc nhích đứng tại vị trí trước kia lên, trên mặt còn mang theo tà dị cười nhạt. Mà tại 100 mét có hơn, U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ hai người, bởi vì Trác Phàm biến mất, nhất thời khống chế không nổi lực đạo, ào ào cho đối phương một người nhất trường, bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng đã là treo lên đỏ tươi. Nhưng là, mọi người đã không chú ý điểm ấy, mà chính là giống như nhìn quỷ đồng dạng, nhìn lấy Trác Phàm. Vừa mới Trác Phàm tuy nhiên một hơi làm rất nhiều chuyện, nhưng lại đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thậm chí thì cơ hồ là tại đồng thời, Trác Phàm bóng người xuất hiện tại ba cái khác biệt địa phương. Đem Lâm Toàn Phong đá bay, tiếp lấy đem hắn chân xé đứt, lại trở lại vị trí trước kia, căn bản là giống ba người đồng thời hoàn thành một dạng. Bởi vì là thời gian thực sự quá ngắn, căn bản không có khả năng tại Hoàng Phủ Thanh Thiên ngăn cản dưới, như thế khoảng cách dài hành động. Thế nhưng là Trác Phàm cũng là nói cho bọn hắn một chút, thiên hạ không có lão tử làm không được sự tình. Tất cả mọi người một mặt kinh dị nhìn lấy hắn, cho dù là Hoàng Phủ Thanh Thiên cái quái vật này, cũng giống như là như nhìn quái vật ánh mắt, theo dõi hắn thật lâu bất động. Trong nội tâm, lần thứ nhất sinh ra không cách nào chiến thắng cảm giác. Vung tay áo nhẹ nhàng tại trước trán xẹt qua, Hoàng Phủ Thanh Thiên lơ đãng xóa sạch trên đầu cái kia mồ hôi lạnh. Sắc mặt vẫn như cũ bảo trì lạnh nhạt, nhưng nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, dĩ nhiên đã không có một chút thư giãn, ngược lại tương đương ngưng trọng. Cho dù là hắn lại tự phụ, cũng không thể không thừa nhận, hôm nay hắn xem như gặp phải, hắn từ lúc chào đời tới nay mạnh mẽ nhất địch thủ. Xem ra, không thể lại đối ngươi phớt lờ. Hoàng Phủ Thanh Thiên lãnh mâu dần dần trầm xuống, nhìn chằm chằm Trác Phàm thân hình, không nhúc nhích, giống như một đầu nhìn chằm chằm con mồi sư tử đồng dạng. Hơi nhếch khóe môi lên lên, Trác Phàm tà dị cười cười, há, nói như vậy, ngươi vừa mới là phớt lờ. Như vậy hiện tại, chuẩn bị tốt đi. Theo một tiếng quỷ dị cười khẽ vang lên, Trác Phàm bá một tiếng, lần nữa biến mất bóng người. Trở lại một lần hiện thân lúc, đã là đi vào Nghiêm Bán Quỷ trước mặt, nhất trưởng đánh ra, cười to lên, lần này, ta nhận lấy ngươi cái này theo đuôi đầu. Trong mắt không khỏi co rụt lại, Nghiêm Bán Quỷ trong lòng hoảng hốt. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Trác Phàm lần này thế mà lại đột nhiên hướng về phía hắn tới. Trong lúc nhất thời, bối rối không thôi, vội vàng đưa tay đón đỡ, xương độc quấn thân. Thế nhưng là lâm thời nảy lòng tham, lại chỗ nào chống đỡ được Trác Phàm cái kia xúc thế đã lâu nhất trưởng, huống hồ, cái kia xương độc Trác Phàm dựa vào thiên ma đại hóa quyết, căn bản cũng không quan tâm. Thế mà, nhất trưởng lăng không đang muốn đánh xuống. Trác Phàm trong mắt lại hơi hơi co lại, trong nháy mắt lại biến mất bóng người. Oanh! Hoàng Phủ Thanh Thiên trước mặt đã là một vùng phế tích, vừa mới Trác Phàm cùng hai nữ nơi ở, lại trở thành bụi mù cuồn cuộn chỗ. Trác Phàm bóng người xuất hiện lần nữa, xa xa cách cái kia Chấn Thiên Đế Vương Long 100 mét có hơn, trong tay ôm lấy hai nữ, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên ánh mắt, đã lạnh như băng thấu xương. Hoàng Phủ Thanh Thiên quay đầu hướng hắn nhìn qua. Khóe miệng lộ ra một cái tà dị tiếu dung, ta nói qua, người càng bất quá ta trước mặt. Mi đầu bất giác run run, Trác Phàm hung hăng khẽ cắn môi, song quyền chăm chú nắm lại. Xem ra cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng không phải là cậy mạnh nam, so tưởng tượng muốn xảo trá đất nhiều. Vừa mới Trác Phàm sử dụng thay hình đổi vị, vốn muốn cầm xuống Nghiêm Bán Quỷ đầu, lại hung hăng đánh tiểu tử này mặt mũi một lần. Thế nhưng là không nghĩ tới. Gia hỏa này biết rõ đuổi không kịp, thẳng thắn liền không truy,
chuyển mà ra tay công kích Lạc Vân Thường cùng Tiết Ngưng Hương hai nữ, làm đến hắn không thể không quay người cứu giúp. Đây chính là tấn công địch chỗ tất cứu, vô luận tốc độ ngươi lại nhanh, đều vô dụng, nhất định phải chính diện cùng hắn đối địch, không cách nào lại trốn tránh, hoặc là trêu đùa tại hắn. Nghiêm Bán Quỷ thở dài ra một hơi, trái tim đều nhanh hoảng sợ đi ra, vội vàng chà chà mồ hôi, lại hướng xa trốn 100 mét khoảng cách, cùng hai người kéo ra chênh lệch. Hắn cũng không muốn lại vô duyên vô cớ, trước mặt đột nhiên lại xuất hiện một cái tay, muốn vặn đầu hắn. Như thế kinh hãi, coi như không đúng hắn có thực chất thương tổn, cũng đủ làm cho hắn giảm thọ 10 năm. U Vũ Sơn gặp này song long đại chiến sắp bắt đầu, không khỏi bị liên lụy, cũng vội vàng rời đi chỗ thị phi này. Chỉ để lại cái kia đoạn một cái chân lâm toàn phong, kêu gào lấy ngã trên mặt đất, không có người để ý tới, rất là thê lương. Bất quá, hiện tại cũng không có người đi chú ý hắn, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tìm đến phía Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng Trác Phàm trên thân hai người, muốn xem một chút, ai mới là lần này bách gia tranh minh mạnh nhất Long Vương. Tuy nhiên, kết quả này ra đến có chút sớm. Chắp tay sau lưng hướng hai nữ nhẹ nhàng bày động một cái, Trác Phàm nhìn lấy Hoàng Phủ Thanh Thiên, hai mắt bên trong đã xuất hiện chánh thức sát khí. Nếu như nói lúc trước chỉ là hơi xuất thủ, trêu đùa một phen đối phương lời nói, như vậy hiện tại, hắn là chân chính nghiêm túc. Hai nữ minh bạch hắn ý tứ, vội vàng lẫn mất xa xa, không còn trở thành hắn vướng víu. Hoàng Phủ Thanh Thiên khóe miệng một phát, trên mặt xẹt qua một cái có chút hưng phấn đường cong, biết Trác Phàm rốt cục muốn cùng hắn cứng đối cứng, đang đối mặt địch, lại là cao hứng không thể lại cao hứng. Toàn thân cao thấp, cũng nổi lên từng trận kim quang, khí thế cường đại, không giữ lại chút nào phóng xuất ra, cho dù là Sở Khuynh Thành, Tạ Thiên Thương bọn họ cách hắn như vậy cự ly xa, cũng không cảm thấy có loại ngạt thở cảm giác. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phủ Thanh Thiên khí thế ùn ùn kéo đến, giống như đế vương buông xuống, bao trùm toàn trường, có một loại trong thiên hạ, đều là vương thổ chi khí thế. Trác Phàm khí thế tuy nhiên không phải mạnh như vậy, nhưng là trong lúc mơ hồ hắc khí lượn lờ, nói đạo tử mang bên phải đồng tử bên trong lấp lóe, ẩn mà không phát, giống như một đầu ẩn núp thâm uyên tiềm long, chỉ chờ cái này đế vương long gần trước, liền bỗng nhiên phóng đi, cắn đứt cổ hắn. Thật sự là cho người ta một loại, không động thì thôi, nhất động kinh thiên lớn nhất cảm giác nguy hiểm. Tất cả mọi người nhìn lấy đây hết thảy, tâm đều nhanh nhất đến cổ họng nhi bên trong, lại là lo sợ không nhúc nhích. Hoàng cực bá thể quyết. Sốt cục, Hoàng Phủ Thanh Thiên động, hét lớn một tiếng phía dưới, toàn thân chín đầu kim sắc long ảnh quấn quanh, liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm phương hướng tiến lên. Uy thế mạnh, tựa hồ như thiên địa chi uy buông xuống. Xa xa nhìn lại, dường như cả mảnh trời hư không áp xuống tới đồng dạng, muốn đem mặt đất hết thảy đều áp thành phấn vụn. Cái kia cỗ đế vương uy áp, cho dù nơi xa người, cũng có thể thật sâu cảm nhận được, trên mặt đã một mảnh thần sắc. Cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên sử xuất huyền giai vũ kỹ, thế mà có thể đạt đến như thế biến thái trình độ sao? Ưng ực một tiếng, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn không được nuốt ngụm nước bọt, trong lòng lo sợ nhìn về phía Trác Phàm, không biết hắn cái kia ứng đối ra sao. Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm không sợ chút nào, mắt bên trong vầng sáng màu vàng óng chớp động, tử sắc lôi mang đùng đùng sao không dứt tàn phá bừa bãi, lại là đạp chân xuống, cũng là phản vọt lên. Giống. Một tiếng long ngâm vang vọng chân trời, Trác Phàm quanh thân đột nhiên quấn lên một đạo màu đen long ảnh, nhưng là tại cái kia hắc long phía trên, lại là treo tử sắc sấm sét chiến y, đến mức cái này hắc long vừa mới hiện thân, giữa thiên địa liền giống như muốn sụp đổ đồng dạng, bắt đầu không ngừng mà chấn động, tựa như lúc nào cũng hội vỡ vụn thành từng mảnh. Mọi người bất giác hoảng hốt, Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng không nhịn được mí mắt hơi hơi run run. Bởi vì Trác Phàm lúc này biểu hiện ra ngoài thực lực, cùng tu vi, thật sự là chênh lệch quá lớn. Nhìn cái kia vũ khí uy lực, lại nhưng đã không chút nào tại hắn 9 tầng hoàng cực bá thể quyết phía dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, hai người trước người đã là bỗng nhiên xuất hiện hai loại hoàn toàn ngược lại tình thế. Hoàng Phủ Thanh Thiên trước người, kim quang tràn ngập, như hoàng uy buông xuống, không thể trái trái ngược, Trác Phàm chung quanh thì là hắc khí đầy trời, tử lôi chạy trốn, một mảnh long trời lở đất chi cảnh. Nếu như nói Hoàng Phủ Thanh Thiên là trên trời rơi xuống đế vương, không người nào có thể phản kháng hắn lời nói. Cái kia Trác Phàm cũng là trời sinh ác long,
tất yếu đem thiên địa đâm cái lỗ thủng, đem cái này đế vương kéo xuống hoàng vị. Hai người này, thật sự là thiên mệnh địch nhân vốn có a. Tạ Thiên Thương cảm thụ lấy cái kia hai loại khác biệt khí thế, thở dài. Mọi người nghe đến, thật sâu nhìn chỗ đó liếc một chút, cũng là khẽ gật đầu. Chỉ là bọn hắn không biết, thắng lợi sau cùng đến tột cùng thuộc về trời sinh vương giả, chấn thiên đế vương Long Hoàng Phủ Thanh Thiên, vẫn là lấy thấp đánh cao, nghịch thiên mà đi trùng thiên ma long, Trác Phàm. Tất cả mọi người một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm chỗ đó, có lẽ lần này, liền có thể sớm quyết ra bách gia tranh minh sau cùng người thắng thuộc về. Có lẽ đế vương môn, dài đến ngàn năm bất bại chiến tích cũng muốn như vậy đánh vỡ. Như thế lịch sử tính thời khắc, bọn họ còn lại 6 nhà, há có thể không làm chứng kiến. Ma long ngút trời. Hoàng cực bá thể quyết. Giống giống. Lại là hai tiếng kinh thiên nộ hống phía dưới, Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên cái này hai đầu long vương bóng người, lập tức liền muốn đụng vào nhau. Nhưng là ngay tại lúc này, lại là tiếng thứ ba cự long trường ngâm vang lên, tiếp lấy siêu một tiếng, một đạo thanh sắc ánh sáng mang bỗng nhiên rơi vào giữa hai người. Trong mắt nhìn không được co lại, hai người trong lòng cùng nhau trì trệ, vò tới trước tốc độ cũng không thấy chậm rãi. Bởi vì cái kia đạo thanh quang không phải hắn vật, chính là tứ trụ thứ hai, thiên vũ đại nguyên soái độc cô chiến thiên vũ khí tùy thân, lục phẩm linh binh, cầu long trảm nguyệt đao. Đón lấy, một đạo vĩ ngạn thân ảnh nhất thời từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa hai người, tại hai người còn chưa kịp phản ứng trước, liền một người một tay bắt bọn hắn lại cổ tay, tiếp lấy giao thoa lấy quăng bay ra đi. Ầm ầm, hai tiếng ầm ầm nổ vang đột nhiên phát ra, Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên hai người hai chiêu kinh thiên vũ kỹ, cũng không đánh bên trong đối phương, lại là làm cho đối phương sau lưng một mảnh công trình kiến trúc, trong nháy mắt hóa thành phế tích. Chờ hai người theo phế tích bên trong đứng lên, xa xa hướng chỗ đó nhìn lại lúc, đã thấy độc cô chiến thiên cái kia già nua nhưng lại vĩ ngạn bóng người, thẳng tắp đứng ở đó, uy phong lẫm liệt. Lão Phu nói qua, Vân Long Thành bên trong không được phát sinh tư đấu, các người hai cái tiểu quỷ đều đem Lão Phu lời nói làm thành gió thoảng bên tai sao. Độc cô chiến thiên liếc mắt liếc Hoàng Phủ Thanh Thiên liếc một chút, gầm thét lên tiếng. Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng im lặng, hít sâu một hơi, trầm mặc xuống. Hắn tuy nhiên cao ngạo, nhưng là cũng biết phân tắc. Hắn vô địch là trong người đồng lứa, cho dù khiêu chiến vượt cấp, cũng bất quá là tìm một số phổ thông thần chiếu cường giả. Giống độc cô chiến thiên dạng này chinh chiến cả đời, toàn thân chiến khí cùng mùi máu tươi bất bại quân thần, hắn nhưng là không muốn trêu chọc, dẫn tới thể diện có hại. Biết, độc cô lão nguyên soái quân lệnh, tại hạ không đáng cũng là. Khẽ gật đầu, Hoàng Phủ Thanh Thiên tuy nhiên nhận sợ, nhưng vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, không mất vương giả chi phong. Độc cô chiến thiên một trận khí trệ, nhưng cũng không có cách, hắn vẫn chưa muốn cùng đế vương môn làm ra tranh chấp. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, lại là mí mắt vẩy một cái, hét lớn lên tiếng, Trác Phàm, tiểu tử ngươi đi nơi nào. Trác Phàm rón rén chính phải thoát đi, giống như một cái kẻ trộm đắc thủ sau phải thoát đi chủ ra một dạng. Lại là nhất thời bị gọi lại, không khỏi một trận ai thán, nhưng quay mặt lại là đổi một bộ vẻ mừng rỡ, khẽ cười nói, ha ha ha. Độc cô lão nguyên soái, đã lâu không gặp, thiếu gia nhà ta tại chỗ ngươi thụ nhiều chiếu cố, xin nhận ta cúi đầu. Thiếu dùng bài này, Trác Phàm, lão phu liền biết ngươi còn sống, nhưng là một mực đang chờ ngươi đây. Nhìn lấy Trác Phàm cái này dối trá cúi đầu, độc cô chiến thiên không khỏi cười mắng lên tiếng. Thế nhưng là ngươi tiểu tử này làm sao chạy chỗ nào gây chuyện. Ngươi chừng nào thì đến Vân Long Thành, làm sao nhanh như vậy thì cho lão phu đại náo lên. Ách, vừa tới, vẫn chưa tới một ngày. Trác Phàm gãi đầu một cái, có chút ngại ngùng cười cười, thế nhưng là rất nhanh liền trừng mắt, chỉ Lạc Vân Hải phương hướng nói, thế nhưng là lão nguyên soái, đây cũng không phải là ta đang nháo sự tình. Ngươi nhìn thiếu gia nhà bọn ta, ngài con nuôi. Bị người liền chân đều đánh gãy. Ta nếu là lại không ra tay, còn tính là Lạc gia đại quản ra sao? Cái gì? Không khỏi giật mình, độc cô chiến thiên mới có thời gian nhìn chung quanh toàn trường, lại là thình lình phát hiện, hắn năm cái con nuôi ào ào ngã xuống đất, riêng là lão ngũ Lạc Vân Hải, càng là xương đùi đứt gãy, máu chảy róc rách, một mảnh suy yếu bộ dáng. Không khỏi khóe mắt giật giật, độc cô chiến thiên nộ hống lên tiếng.
là ai làm, lão phu tuyệt không buông tha hắn. Cũng là bọn họ, Độc Cô lão nguyên soái, nhất định muốn vì thiếu gia nhà ta làm chủ a. Trác Phàm nhất chỉ Hoàng phủ Thanh Thiên phương hướng, giống như một cái cáo mượn oai hổ tiểu nhân, tại chủ tử trước mặt đánh tới tiểu báo cáo. Lạc Vân Thường cũng thừa cơ cúi đầu, than thở khóc lóc, mời nghĩa phụ, vì đệ đệ ta làm chủ. Thật sâu hút mấy cái khí, Độc Cô Chiến Thiên trong mắt hừng hực lửa giận thiêu đốt, đảo mắt hung hăng nhìn chăm chú về phía Hoàng phủ Thanh Thiên chỗ đó. Hoàng phủ Thanh Thiên, người cái này tiểu nhi vì sao làm tổn thương ta con nuôi? Độc Cô Chiến Thiên mí mắt run run, giống như là trong vực sâu dã thú, phát ra gầm nhẹ thanh âm. Hoàng phủ Thanh Thiên mi đầu khẽ nhúc nhích, lại là mặt không đổi sắc, bởi vì, bọn họ cản ta đường. Bọn họ vì sao chặn đường? Bởi vì muốn chấp hành lão nguyên soái cấm lệnh, không cho phép ta tư đấu. Song quyền bất giác chăm chú, Độc Cô Chiến Thiên trong mắt lửa giận như muốn phun ra, vậy nói như thế, cái này sai không tại bọn hắn. Không, bọn họ sai. Gặp Độc Cô Chiến Thiên tựa hồ muốn phát điên, Hoàng phủ Thanh Thiên lạnh lùng lên tiếng, ta vừa mới cũng đã nói, tư đấu là chuyện song phương, lấy thực lực bọn hắn, căn bản không xứng cùng ta tư đấu, cho nên cũng không tuân nguyên soái quân lệnh. Đến mức về sau cùng vị này Trác quản gia nhất chiến, ta thừa nhận, xác thực xem như tư đấu. Bất quá khi đó, ngũ hổ đã ngã xuống đất, cũng không cách nào ngăn cản chúng ta, cho nên tính không được là bởi vì công vụ mà thụ thương. Hoàng phủ Thanh Thiên biết, vị này Độc Cô lão nguyên soái công và tư rõ ràng, cho nên một trận cãi chảy cãi cối. Nói cái này ngũ hổ là mình cản hắn đường, bị hắn đụng tới, cũng không phải là bởi vì ngăn cản hắn, bị hắn có ý đả thương. Thế nhưng là Độc Cô Chiến Thiên tuy nhiên bảo thủ, nhưng lại không phải người ngu, há có thể nghe hắn cái này từ chối chi từ. Sau đó ánh mắt càng thêm âm lãnh, hai tay nắm lấy rác vang lên, người nói là, ta cái kia năm cái con nuôi, không phải ngươi có ý đả thương. Không sai, chính bọn hắn đụng vào, chính mình đụng bị thương. Nói cách khác, là bọn họ động thủ phía trước. Hoàng phủ Thanh Thiên hiên ngang đầu, vậy mà hùng hồn nói. Vậy ta thứ năm con nuôi đây, hắn chân lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng nói cho ta, hắn đụng trên người ngươi, sẽ đem xương đùi đụng gãy. Độc Cô Chiến Thiên song đồng đỏ thấm, trầm thấp cuống họng gào thét lên tiếng, toàn thân sát khí đã ức chế không nổi phát ra. Chậm rãi lắc đầu, Hoàng phủ Thanh Thiên thản nhiên nói, đây không phải là ta làm, là Lâm Toàn Phong đạp gãy hắn chân. Ta xem ở lão nguyên soái trên mặt, thế nhưng là đối với ngài năm vị con nuôi, thủ hạ lưu tình cực kỳ. Vậy cái này Lâm Toàn Phong đây, hắn ở đâu, lão phu muốn tìm hắn thật tốt tính toán sổ sách. Độc Cô Chiến Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn bốn phía. Chậm rãi duỗi ra một cái tay, chỉ hướng nơi xa đã hấp hối Lâm Toàn Phong, Hoàng phủ Thanh Thiên lạnh nhạt lên tiếng, lão nguyên soái, ngươi không cần lại tìm hắn tính sổ sách. Ngay tại vừa mới, vị này Trác quản gia đã làm lấy trước mắt bao người, giúp hắn chủ tử, gỡ hắn một cái chân, ngài còn muốn như thế nào? Ách! Bất giác khí tức trì trệ, Độc Cô Chiến Thiên nhìn lấy nơi xa cái kia hạ thân máu chảy thành sông, sắc mặt tái nhợt, còn mất một cái chân Lâm Toàn Phong, không khỏi liếm liếm bờ môi, lại là không phản bác được. Vừa mới cái kia ngút trời nộ khí, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn tiểu tử này tình huống, đã chỉ có một hơi, coi như cứu lại, cũng bất quá là người tàn phế, so với cái kia con nuôi đến, nhưng là thê thảm hơn rất nhiều. Giờ này khắc này, hắn lại có chút xấu hổ, thậm chí đều mang điểm đuối lý, dường như bọn họ mới là gây sự người hành hung một dạng, đối phương thương thế, nhưng muốn so với bọn hắn bên này, thê thảm đếm không chỉ gấp 10 lần a. Thế mà, Trác Phàm lại sẽ không cứ như vậy tính toán, thừa dịp Độc Cô Chiến Thiên tại chỗ. Hắn nhất định phải đem chiến quả mở rộng đến lớn nhất không thể, sau đó chặn lại nói, lão nguyên soái, ngài tuyệt đối đừng nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Ngài nhưng không biết, vừa mới đến cỡ nào hung hiểm. Ta đi vào thời điểm, bốn người bọn họ vây công thiếu gia nhà ta một cái thụ thương người, đừng đề cập nhiều hung tàn, đừng đề cập nhiều vô sỉ. Ta trung tâm hộ chủ, tiến đến che chở thiếu gia nhà ta, nhưng cũng bị bốn người bọn họ vây công. Hai quyền khó địch tứ thủ a. Làm đến ta trong ngoài đều là thương tổn. Chỉ là sơ ý một chút, gỡ bọn họ một cái chân mà thôi, có cái gì to lớn, chúng ta mới là người bị hại a, mời lão nguyên soái làm chủ cho chúng ta.
Trác Phàm run rẩy tiếng nói, một mặt bi thương, tràn ngập u oán cảm giác, đầy bụng ủy khuất nói, bọn họ cũng là xem chúng ta Lạc gia thế nhỏ, nhân khẩu đơn bạc, dễ khi dễ. Hạ lưu, không biết xấu hổ. Phốc, lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau một miệng lão huyết phun ra. Cho dù là cái kia Hoàng Phủ Thanh Thiên, cũng không nhịn được gương mặt quất thẳng tới, cho dù người có tu dưỡng tốt đẹp như hắn, đều cũng không dừng được nữa muốn chửi ầm lên. Cái này người nào a, hoàn toàn là đổi trắng thay đen a. Liền xem như hắn lại xảo trá, cũng là tại trên sự thật cơ sở cãi chảy cãi cối. Thế nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Trác Phàm dạng này người, thế mà hai mảnh miệng đụng một cái, bỗng dưng ở nơi đó tạo ra sự thật, đem trắng nói thành đen. Người con bà nó, đây chính là có nhiều người như vậy chứng kiến, người làm sao lại có thể như thế vô sỉ. Thế nhưng là hắn vừa nghĩ như vậy, Lạc Vân Thường cũng là một bộ ủy khuất thêm dầu thêm mỡ nói, Trác quản gia lời nói, mặc dù nói có chút nhỏ hóa vấn đề, đại khái là cố kỵ ta Lạc ra mặt mũi, nhưng đại thể cũng là như thế, mời nghĩa phụ làm chủ. Phốc, lần nữa một miệng lão huyết phun ra, mọi người cùng nhau quái dị nhìn về phía Lạc Vân Thường, làm sao vị này Lạc đại tiểu thư cũng cùng cái này Trác quản gia một dạng, bắt đầu nói năng bậy bạ. Ai, bị cái này Trác Phàm làm hư nha. Mọi người một trận lắc đầu, trong lòng thở dài, đáng thương một cái tốt tốt tiểu thư khuê các, cứ như vậy thân hãm đầm lầy, không thể tự thoát ra được. Lạc Vân Thường cùng Trác Phàm lại là vụng trộm liếc nhau, đều là lộ ra giảo quyệt nụ cười. Da mặt bất giác co lại, Độc Cô Chiến Thiên đã là biết Trác Phàm làm người, làm sao có thể lại tin tưởng hắn. Bất quá dạng này cũng tốt, thừa này ép một chút đế vương môn khí diễm, cũng không tệ. Sau đó thuận nước đẩy thuyền. Độc Cô Chiến Thiên gật gật đầu, đạm mạc lên tiếng, thì ra là thế, Hoàng Phủ Thanh Thiên, lão phu tuy nhiên cấm lệnh không cho phép tư đấu. Nhưng là các ngươi lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít, lại càng là so tư đấu càng thêm ác liệt. Chẳng lẽ các ngươi cũng là như thế lý giải lão phu cấm lệnh sao? Việc này, lão phu nhất định sẽ tìm các ngươi các nhà, thật tốt thương thảo một phen. Lão Nguyên Soái, ngài há có thể nghe hắn lời nói của một bên. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Hoàng Phủ Thanh Thiên bình sinh lần thứ nhất vội vàng nói. Lông mày nhíu lại, Độc Cô Chiến Thiên trong mắt lóe lên một đạo danh mãnh, há, lời nói của một bên. Ha ha ha, vậy thì tốt, chúng ta thì tới xem người quanh đây nói thế nào. Nói, Độc Cô Chiến Thiên liền nhìn về phía những cái kia ngã trên mặt đất cả đám người, thản nhiên nói, Trác Phàm vừa mới nói, là thật sao? Mi đầu nhất động, mọi người liếc nhìn nhau. Giống như hồ đã hoàn toàn minh bạch, đây là Độc Cô Chiến Thiên muốn ủng hộ Trác Phàm ý tứ, sau đó tất cả đều trái lương tâm gật đầu. Riêng là cái kia Thiên Vũ Ngũ Hổ, tuy nhiên từng cái cương trực, nhưng cũng không phải ngu dốt người, lúc này tự nhiên muốn bênh người thân không cần đạo lý. Nghĩa phụ ý tứ, bọn họ vẫn có thể lĩnh hội. Gương mặt ngăn không được run rẩy, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong lòng thầm giận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây rõ ràng cũng là có ý đả kích bọn họ. Lão Nguyên Soái, ta vốn cho rằng ngài là công chính người, không nghĩ tới ngài. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng Phủ Thanh Thiên song quyền nắm chặt, chết cắn răng nói. Khóe miệng xẹt qua một cái không hiểu đường cong, Độc Cô Chiến Thiên cười nhạo nói, ta làm sao? Nơi này nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn có cái gì có thể nói? Hừ, những người kia đều là hướng về Trác Phàm, chúng ta bên này Lâm Toàn Phong thế nhưng là quả thật đoạn một cái chân. Hoàng Phủ Thanh Thiên đã bị buộc gấp, giận không nhịn nổi, gào thét lên tiếng. Thế nhưng là hắn vừa ra âm thanh, Độc Cô Chiến Thiên cũng hét lớn, các ngươi bên kia chỉ ngã xuống một cái, bên này ngã là một đám, đến cùng là bên nào thương thế thảm hại hơn, người nào tại lấy mạnh hiếp yếu, các ngươi xem lão phu mù sao. Khí tức bất giác trì trệ, Hoàng Phủ Thanh Thiên mí mắt mãnh liệt run run. Trong đồng tử, đều phát ra huyết hồng chi sắc. Như thế tức giận thời điểm, hắn bình sinh còn chưa bao giờ từng gặp phải. Như thế ủy khuất thời khắc, hắn cũng chưa bao giờ gặp. Nhưng là hôm nay, tại Trác Phàm trước mặt, hắn chẳng những không chiếm được một tia tiện nghi, hơn nữa còn khắp nơi bị làm khó dễ cùng vu hãm. Liền Độc Cô Chiến Thiên, cũng đứng tại Trác Phàm bên kia, nhằm vào hắn. Cái này khiến hắn cái này một mực lấy đế vương chi tư yêu cầu mình đại công tử, phẫn nộ giá trị cũng đạt đến điểm tới hạn. Trùng Thiên Ma Long,
người tên này quả nhiên là hướng về phía ta Chấn Thiên Đế Vương Long mà đến, hừ hừ hừ. Rất tốt, hãy đợi đấy. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng Phủ Thanh Thiên không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn lấy Trác Phàm cười lạnh, liền quay người rời đi. Bởi vì hắn biết, lại giải thích đi xuống, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trác Phàm mi đầu nhảy một cái, lôi kéo Độc Cô Chiến Thiên chỉ hắn rời xa bóng lưng nói, Độc Cô lão nguyên soái, ngài cứ như vậy thả hắn đi. Hắn vừa mới thế nhưng là uy hiếp ta, ta sinh mệnh bị nghiêm trọng uy hiếp. Ông! Đột nhiên, một cơn chấn động lóe qua, Độc Cô Chiến Thiên giật mình, vội vàng đứng tại Trác Phàm trước người, đồng dạng trong mắt ngưng tụ, một đạo vô hình ba động phát ra. Chỉ một thoáng, nhưng nghe đụng một tiếng vang thật lớn, không gian ngăn không được chấn động lên. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt chỉ có vô tận phẫn nộ, trùng thiên ma long, lần này tính ngươi vận khí tốt, đợi đến bách gia tranh minh, bảy nhà quyết chiến thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể có vận khí tốt như vậy. Nói xong, hắn liền quay người mang theo còn lại hai người, kéo lấy cái kia Lâm Toàn Phong triệt để rời đi. Nhìn lấy hắn bóng lưng xa xa biến mất không thấy gì nữa, Độc Cô Chiến Thiên lại là đầy mặt kinh hãi, thì thào lên tiếng, tiểu tử này, chỉ là thiên huyền đỉnh phong cảnh A, thế mà đã cầm giữ có thần chiếu cảnh cao thủ đặc biệt có ý niệm sát nhân chi thuật, không hổ là thiên vũ đệ nhất thiên tài, ngày sau thành liền không biết cao hơn đến loại tình trạng nào. Nghe được lời này, bọn người người cũng là trong lòng run lên, mặt sắc mặt ngưng trọng. Hoàng Phủ Thanh Thiên thực lực, đã vượt qua bọn họ một mảng lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Lần sau nếu là gặp lại, chỉ sợ bọn họ căn bản liền chạy khả năng đều không có. Đây chính là ý niệm giết người A, tốc độ ngươi lại nhanh, có thể nhanh hơn được nguyên thần khuếch tán sao. Chỉ có Trác Phàm, khinh thường cười cười, phô trương thanh thế. Thế nhưng là hắn lời vừa nói ra, cái ót liền bị Độc Cô Chiến Thiên hung hăng gõ một chút, mắng to cái gì phô trương thanh thế. Cái này gọi thực lực, người nhà có biết hay không, vừa mới cái kia nguy hiểm cỡ nào. Tuy nhiên lão phù biết ngươi là luyện thể tu giả, cùng hắn cứng đối cứng có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng là vừa vặn đó là nguyên thần trùng kích, ý niệm giết người, đoán chừng ngươi nha mơ hồ liền không có mệnh. Thật không biết các ngươi cùng quái vật kia đối lên, như thế nào mới có thể có phần thắng ha. Độc Cô Chiến Thiên quét vào chàng tất cả mọi người liếc một chút, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Mọi người cũng là chăm chú nhíu mày, ai thán lên tiếng. Cho dù vừa mới đối Trác Phàm dâng lên một chút hy vọng, cũng trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Ý niệm giết người, không phải thần chiếu cường giả có thể đối phó. Trác Phàm coi như người mang lại quỷ dị thần thông, không vượt qua cái hố này, cũng giống vậy vô dụng. Thế nhưng là Trác Phàm lại căn bản không quan tâm, chẳng phải ý niệm giết người a, hắn 5 năm trước liền đã không để vào mắt. Về sau, Độc Cô Chiến Thiên liền để một đám binh lính đem những cái kia trọng thương người, nhấc hồi trong soái phủ cứu chữa. Chỉ là tất cả mọi người không nhìn thấy là, một đạo gầy trơ cả xương bóng người, chính xa xa mà nhìn xem bọn họ dần dần biến mất. Rút ngắn xem xét, lại chính là đế vương môn đại quản gia, thần toán tử, lãnh vô thường không thể nghi ngờ. Thật sâu nhìn về phía Trác Phàm đi xa bóng lưng, lãnh vô thường nhỏ vê tròm dâu, trong mắt tinh quang rạng rỡ, tiểu tử này, cũng không phải là như trong tưởng tượng như vậy vô tình a. Sau ba canh giờ, Vân Long thành lâm thời đại nguyên soái phủ đệ, một đám người bị thương được an bài đến một gian đại trong xương phòng cứu chữa, vì bọn họ ăn vào đan dược. Lạc Vân Thường cùng Ngưng Nhi hai cái này tại đại chiến bên trong duy nhất không có có bị thương tổn nữ nhân, thì tạm thời đảm đương lên chiếu cố bọn họ trách nhiệm. Mà Trác Phàm, thì là hướng về phía nằm ở nơi đó, không nhúc nhích ba nhà đồng minh, từng cái biểu thị thăm hỏi cảm tạ. Vất vả, rất cảm tạ các ngươi. Nếu không phải là các ngươi cản trở một chút đám kia cháu trai, chúng ta Lạc gia liền muốn đoạn tử tuyệt tôn. Trác Phàm từng cái nắm qua tay đi. Long Quỳ cùng Long Kiệt nhìn lấy cái kia một bộ ân cần vẻ mặt vui cười, trên mặt lại là lóe qua một trận vẻ phức tạp. 5 năm trôi qua, hai người bọn hắn vất vả tu luyện, thì là muốn bắt kịp cái quái vật này tốc độ. Nhưng là không nghĩ tới, lần nữa gặp mặt, đúng là phát hiện chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại lớn hơn. Tuy nói ra hỏa này còn một mực rất vô sỉ dừng lại tại đoán cốt cảnh tầng thứ, thế nhưng là hắn thực lực, chỗ nào giống một cái đoán cốt cảnh tu giả.
Long Hành Vân tính toán là lần đầu tiên nhìn thấy vị này truyền kỳ nhân vật, sắc mặt bất giác có chút kích động, thở dài lên tiếng, Trác huynh, trước kia ta không hiểu phụ thân ta ý nghĩ, hiện tại cuối cùng minh bạch. Nhìn thấy ngươi, ta mới biết được trước kia lãng phí quá nhiều thời gian. Ai, người không phong lưu uổng thiếu niên, người trẻ tuổi tận hưởng lạc thú trước mắt là chắc là, dù sao còn có rất nhiều thời gian có thể hoang phế a, ha ha ha. Đừng như vậy để ý. Trác Phàm vỗ vỗ hắn tay lưng, cười to lên. Thế nhưng là câu nói này, làm sao nghe làm sao có loại trang bức cảm giác, để Long Hành Vân tâm lý một trận lật đến hoảng, người cái này mẹ hắn là tại Trần An ta a. Tạ Thiên Thương nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, sáng rực thiêu đốt, tràn đầy đấu trí, dường như hận không thể hiện tại liền muốn đứng dậy cùng hắn làm một cuộc. Trác Phàm, đợi ta sau khi thương thế lành, đọ sức một phen như thế nào? Không khỏi khẽ giật mình. Trác Phàm mê mang nháy mắt mấy cái, trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu, chúng ta vừa mới gặp mặt a, trước kia có đắc tội qua ngươi sao, vì sao muốn đánh với ta? Này, ngươi đừng để ý đến hắn, ta đại ca cũng là cái võ si, nhìn đến cao thủ liền muốn động thủ. Đúng lúc này, nằm ở một bên Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ bĩu môi. Hắn cùng Trác Phàm ngược lại là quen rất, cũng liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Trác Phàm không sai gật đầu. Nguyên lai lại là cái võ si, cùng Lệ lão một dạng. Như là như vậy lời nói, về sau vẫn là cách xa hắn một chút tốt. Dù sao, hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi, mỗi ngày bồi một cái võ si ở nơi đó so chiêu. Sau đó, Trác Phàm giữ im lặng, trực tiếp vòng qua hắn, hướng Tạ Thiên Dương nơi đó đi tới. Chờ đã, chờ một chút, ngươi còn không có đáp ứng ta. Tạ Thiên Thương quính lên, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt đã tràn đầy khát vọng, thật hận không thể hiện tại liền có thể nhảy dựng lên, cùng Trác Phàm đại chiến 300 hiệp. Thế nhưng là Trác Phàm lại căn bản không để ý tới hắn, một cái võ si, cơ bản cùng người điên không khác. Cùng hắn động thủ, không có chút ý nghĩa nào, thuần túy lãng phí thời gian. Cứ như vậy, tại Tạ Thiên Thương cái kia đầy mắt u oán ánh mắt bên trong, Trác Phàm đi đến hắn bên cạnh đệ đệ, gõ gõ đầu hắn cười nói, Tạ huynh, lần này cũng rất ra sức a. Không cần phải nói, nhất định là vì Ngưng Nhi động thủ. Ta nhưng là không tin, người hội vì nhà chúng ta đại tiểu thư liều mạng như vậy. Nói nhảm, mệnh ta, chỉ thuộc về Ngưng Nhi. Trợn mắt một cái, Tạ Thiên Dương thẳng thắn, ngược lại là nhắm chúng cách đó không xa Tiết Ngưng Hương, gương mặt một trận đỏ bừng, hung tợn nguyết hắn một cái. Dường như trách hắn, không nên tại Trác Phàm trước mặt nói ra như thế lỗ mãng chi ngôn. Trác Phàm yên lặng cười cười. Cũng không thèm để ý. Chỉ là lúc này, Tạ Thiên Dương lại là thật sâu nhìn về phía hắn, thì thào lên tiếng, dường như còn có một vệt sầu lo, Trác Phàm, người mỗi lần xuất hiện đều muốn như vậy phong cách sao? Nhà ta Ngưng Nhi đều sắp bị ngươi mê chết, ngươi để cho ta về sau sống thế nào? Thân thể bất giác run run, Trác Phàm mí mắt khẽ nhúc nhích, trầm mặc không nói. Tuy nhiên Tạ Thiên Dương câu nói này nửa đùa nửa thật, nhưng là trong lời nói lo lắng. Trác Phàm lại có thể nghe không hiểu. Có lẽ tiếp tục như vậy nữa, ba người bọn họ quan hệ đem càng thêm phức tạp, thậm chí quyết liệt. Suy nghĩ một chút, Trác Phàm thở dài một hơi, cười khẽ một tiếng, xin lỗi, lão tử trời sinh như thế, ta không trang bức ai giả bộ bức. Thật tốt dưỡng thương đi. Vỗ vỗ hắn cánh tay, Trác Phàm khóe môi nhếch lên một tia cứng ngắc đường cong, rời đi hắn nơi này. Tạ Thiên Dương cười khổ một tiếng, trong lòng minh bạch. Trác Phàm cũng tại do dự ở giữa, còn không quyết định, đến tột cùng là lui ra, vẫn là tấn công. Tuy nhiên hắn một mực tự xưng là người vô tình, nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, cảm tình loại vật này, ai có thể không dính vào một chút. Một đường hướng về tất cả đã giúp người Lạc gia ngỏ ý cảm ơn, bao quát tứ hổ ở bên trong, hắn cũng nhất nhất nắm tay lấy lòng. Thế nhưng là tứ hổ nhìn lấy hắn ánh mắt, lại luôn mang theo một chút địch ý. Làm cho hắn một trận rất là kỳ lạ. Lão tử lại không đoạt các ngươi lão bà, làm gì luôn dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Trác Phàm mười phần vô tội thầm nghĩ. Thế nhưng là, làm hắn đi đến sau cùng một chương trên giường bệnh trước, lại chỉ là nhìn một chút, liền đột nhiên quay đầu, cũng như chạy trốn muốn rời khỏi. Đứng lại. Một tiếng thanh lệ giọng nữ đột nhiên vang lên, Sở Khuynh Thành tràn đầy u oán ánh mắt bên trong. Phảng phất có cuồn cuộn ánh sáng đang nhấp nháy, ngươi.
thì không có cái gì muốn nói với ta sao? Thanh Hoa Mẫu Đơn hai vị lâu chủ, cũng là hung tợn theo dõi hắn, giống như tại chằm chằm một cái bỏ rơi vợ con phụ lòng nam nhân. Ách, cảm tạ Hoa Vũ lâu lần này đối với ta Lạc gia viện thủ. Ta muốn nghe không phải cái này, ngươi hẳn phải biết. Thế nhưng là, còn không đợi Trác Phàm nói vài lời, Sở Khuynh Thành đã là lạnh lùng đánh gãy, ta chỉ muốn biết, năm đó rời đi Hoa Vũ Thành trước, ngươi vì sao ngay cả một lần cuối, cũng không chịu gặp ta. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm trầm mặc không nói, chốc lát, mới đạm mạc lên tiếng, nên giết giết, cái kia cầm cầm, mục đích đạt đến, còn có cái gì có thể lưu luyến. Thật không lưu luyến sao? Sở Khuynh Thành Mỹ lệ ánh mắt hơi hơi chớp chớp, nhìn về phía Trác Phàm, ép hỏi. Khẽ cắn một miệng môi dưới, Trác Phàm trầm mặc không nói, không biết nên trả lời như thế nào, đúng lúc này, một tiếng cười khẽ lại là đột nhiên phát ra, Trác quản gia, lão nguyên soái triệu ngươi tiến đến một lần, nơi này để ta tới chăm sóc đi. Lạc Vân Thường cười nói tự nhiên đi tới nơi này, nhìn tất cả mọi người liếc một chút, trang làm cái gì cũng không biết. Trác Phàm như gần đại xá đồng dạng, vội vã gật đầu tốt, ta lập tức đi gặp mặt lão nguyên soái, đại tiểu thư, người chăm sóc tốt các nàng. Nói xong, liền cũng như chạy trốn tại Sở Khuynh Thành cái kia giống như muốn đem hắn hòa tan ánh mắt bên trong chạy. Lạc Vân Thường thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút, trong mắt tinh quang lấp lóe, hình như có chỉ cười cười, Sở lâu chủ, nhà ta Trác quản gia, là kẻ thô lỗ. Như là nơi nào nói nhầm. Hoặc là làm sai sự tình đắc tội ngài, xin ngài thứ lỗi, ta ở chỗ này thay hắn bồi cái không đúng. Lạc Vân Thường lời ấy mặc dù nói có lý, nhưng là trong câu chữ cũng chỉ có 6 cái chữ, Trác Phàm là lão nương. Sở Khuynh Thành chấp trưởng Hoa Vũ lâu nhiều năm, xuất đạo so Lạc Vân Thường còn sớm nhiều, lại có thể nghe không ra bên trong ngụ ý, sau đó cười lạnh một tiếng nói, sao dám, Trác Phàm chính mình phạm qua sai lầm, lại có thể làm phiền chủ gia mang qua. Bản lâu chủ tự sẽ cùng Trác Phàm xử lý thích đáng, cũng không nhọc đến phiền đại tiểu thư quan tâm. Lời này hàm nghĩa, rất là rõ ràng, nói đúng là, đây là lão nương cùng Trác Phàm hai người sự tình, người nhà một ngoại nhân, thiếu mẹ hắn nhúng tay, cút ngay cho lão nương mở. Trong lúc nhất thời, hai nữ cùng nhìn nhau, trong không khí mùi thuốc súng chi nồng, tựa hồ một chút thì nổ. Còn lại thương tật hướng nơi này nhìn một chút, liền ào ào nghiêng đầu đi. Trong lòng ai thán. Ai, đây thật là một người nam nhân dẫn phát chiến tranh a, mình vẫn là không muốn nâng và được. Chỉ có Tiết Ngưng Hương nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng có chút không thuận, dường như nàng bị bài trừ bên ngoài một dạng. Một phương diện khác, Trác Phàm vừa ra cái phòng nhỏ này, liền thẳng đến sát vách nguyên soái gian phòng mà đi, trong lòng một trận may mắn. Lão nhi này tìm hắn tìm đến thật sự là kịp thời a, bằng không hắn liền muốn nhốt ở bên trong. Tiến thoái lưỡng nan. Ai có thể nghĩ tới, có lẽ liền chính hắn cũng không nghĩ đến, đối mặt Sở Khuynh Thành vậy mà so đối mặt Hoàng Phủ Thanh Thiên còn muốn cho hắn thể xác tinh thần đều mệt. Hắn thật sự là tình nguyện đối mặt 100 cái Hoàng Phủ Thanh Thiên, cũng không muốn lại đối mặt một cái Sở Khuynh Thành. Thế nhưng là, làm hắn tiến vào nguyên soái gian phòng lúc, lão đầu kia một trận quỷ dị cười to, lại là để trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, cảnh giác lên. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đến, ngồi, lão phu có chuyện thương lượng với ngươi. Độc Cô Chiến Thiên cười lớn một tiếng, chỉ chủ vị bên cạnh một cái ghế, ra hiệu nói. Trác Phàm trong lòng cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên, Độc Cô Chiến Thiên thì là đại mã kim đao tại chủ vị ngồi xuống, tỉ mỉ đánh giá hắn rất lâu, đều đem hắn chằm chằm sợ nổi da gà. Ách, lão nguyên soái, không biết ngài tới tìm ta này, có chuyện gì thương lượng? Trác Phàm con người động động, lên tiếng hỏi thăm, đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Độc Cô Chiến Thiên nhếch miệng cười một tiếng, khoát khoát tay, thực cũng không có gì, chỉ là muốn mời ngươi nhập quân mà thôi. Cái gì, để cho ta tham gia quân ngũ? Trác Phàm giật mình, tiếp lấy chính là vội vã dao động cái đầu, không nên không nên, ta không phải khối kia tài liệu, ngài vẫn là khác tìm người khác đi. Trong mắt không khỏi chừng một cái. Độc Cô Chiến Thiên rìa mép hơi hơi run run động một cái, mắng to cái gì không phải khối kia tài liệu, ai là trời sinh coi như binh. Liên Vân Biển cái kia cái mao đầu tiểu tử, đều bị lão phu điều giáo đi ra, lấy tư chất ngươi, trong vòng một năm, nhất định tiếp lão phu nguyên soái chức phụ, không thành vấn đề. Đã ngài nghiêu như vậy lời nói,
tìm người khác liền tốt, làm gì nhất định phải tìm ta đâu. Trác Phàm một trận cười khổ, thẳng lắc đầu. Nghe được lời này, Độc Cô Chiến Thiên không khỏi thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo sầu lo, ai, ngươi là không biết a, cái này điều giáo tân binh dễ dàng, nhưng bồi dưỡng một cái trận sư là quá khó. Trên chiến trường, bài binh bố trận, dùng đến trận thức trận thuật địa phương rất nhiều. Trong quân doanh không có mấy cái ra dáng trận sư, giao chiến lên thật rất ăn thiệt thòi a. Vậy ngươi cũng không cần tìm ta a, ta chỉ có cậy mạnh, lại không thông trận pháp. Trác Phàm ủy khuất bĩu môi, bắt đầu bứt lên láo tới. Thế nhưng là Độc Cô Chiến Thiên cũng là điều tra rõ ràng mới tìm tới hắn, nào có dễ dàng như vậy bị mộng lừa đi qua, hắc hắc hắc. Ngươi ít đến, lão phu sớm đã tra rõ ràng, Lạc gia gia chủ sớm đã bỏ mình. Hiện tại Lạc gia hết thảy, đều là ngươi cho xử lý, bao quát cái kia 4 cái cấp 5 đại trận. Vừa nhắc tới cái này, Độc Cô Chiến Thiên hai mắt thì sáng lên. Xem ra hắn thật sự là cực kỳ khát vọng được đến một cái ưu tú trận sư. Bất quá Trác Phàm thì thảm, bị lão gia hỏa này để mắt tới, không biết có thể hay không trốn qua hắn ma chảo. Nghĩ đến đây, hắn cũng nhanh khóc lên. Cái này, cũng chính là vì sao, hắn muốn bí mật vào Vân Long Thành, không muốn cùng cái này lão nguyên soái đụng tới nguyên nhân. Bởi vì hắn sớm đã ngờ tới, giấy không thể gói được lửa, lão nhi này sớm muộn muốn tìm lên hắn. Ừm, lão nguyên soái, công việc này ta thật tiếp không, ngài vẫn là mời cao minh khác đi. Trác Phàm vội vã khoát khoát tay dao động cái đầu liền muốn đứng dậy rời đi. Bạch, một đạo thanh quang lóe qua, Độc Cô Chiến Thiên cái kia thanh lục phẩm linh binh, cầu long trảm nguyệt đao, nhất thời cắm đến trước mặt hắn, một mặt nghiêm túc chất vấn, vì sao? Trác Phàm bất giác dở khóc dở cười, cái này còn có cái gì vì sao, không muốn làm cũng là không muốn làm a. Bất quá, đã hắn nhất định phải xoắn suýt cái vì cái gì, Trác Phàm cũng liền khô giòn ngước cổ lên, trực tiếp cự tuyệt nói, thường nói, hảo nam không làm lính. Đánh giám. Thế nhưng là hắn lời nói vừa ra khỏi miệng, Độc Cô Chiến Thiên đã là từng ngụm nước phun đến trên mặt hắn, vậy hắn mẹ đều là người ngu ý kiến, Trác Phàm, ngươi là có kiến thức hậu sinh, há có thể cùng những cái kia phàm phu tục tử đồng dạng ý nghĩ. Lại nói, Trác Phàm. Lạc gia chủ chết sớm, bây giờ lần này gia nghiệp, không phải ngươi kéo lấy bọn hắn 2 tỷ đệ, hai cái này Lạc gia trẻ mồ côi đặt mua đi ra sao? Vì cái gì? Theo lão phu, bất quá trung thần nghĩa sĩ 2 chữ. Tiểu tử, ngươi là có đảm đương nam nhân, tận trung tận trách, trung thành tuyệt đối, lão phu không biết nhìn lầm. Như vậy tham gia quân ngũ lại là cái gì, không phải cũng là tận trung vì nước, trung thành tuyệt đối, cái này không cũng giống như vậy sao? Cái này cùng ngươi hành động, đồng suất một triệt a. Vì cái gì ngươi thì không muốn nhập ngũ, tận trung vì nước đâu. Nguyên soái gian phòng cùng người bị thương phòng chỉ có cách nhau một bức tường, Độc Cô Chiến Thiên gào thét, ở chỗ này người nghe được rõ ràng. Lúc này, bọn họ mới biết được, nguyên lai Độc Cô Chiến Thiên muốn đem Trác Phàm kéo vào quân doanh. Sau đó, cũng là hiếu kỳ Trác Phàm ý nghĩ, như thế một cái vô pháp vô thiên trùng thiên ma long. Hội thụ quân kỳ quản thúc sao? Riêng là Lạc Vân Thường cùng Sở Khuynh Thành hai người, lúc trước còn lẫn nhau nhìn chằm chằm, lẫn nhau không cho, hiện tại cũng là tụ tinh hội thần vểnh tai, nghe lấy bên kia động tĩnh. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm trầm ngâm một chút, khẽ cắn môi, xem ra không thả điểm mãnh liệt tài liệu, lão gia hỏa này là muốn cầm chặt không thả, sau đó thán tiếng nói, Độc Cô lão nguyên soái, ta và ngươi không cừu không oán. Nhờ ngươi không nên đem ta đẩy vào hố lửa a. Để ngươi nhập quân doanh, vì nước xuất lực, ở đâu là đem ngươi đẩy vào hố lửa? Độc Cô Chiến Thiên sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm tròng mắt chừng một cái, hét to lớn tiếng, ngươi cái này cũng chưa tính. Tục ngữ nói, tham gia quân ngũ 3 năm rưỡi, heo mẹ so điêu thiền. Này lại nghiêm trọng giảm xuống ta thẩm mỹ quan, ảnh hưởng lão tử về sau thành gia lập nghiệp chất lượng. Bệnh nhân trong phòng chúng nữ nhìn không được nhẹ che môi son, cười ra tiếng. Riêng là Sở Khuynh Thành cùng Lạc Vân Thường, nghe đến Trác Phàm nói tới thành gia lập nghiệp, không biết nghĩ chỗ nào, trên mặt một mảnh hồng hà. Nhưng là lại lẫn nhau nhìn một chút, nhưng trong lòng lại có chút không thuận, không biết tiểu tử kia tâm lý muốn thành nhà người, là ai. Thiên Vũ Tứ Hổ cùng Lạc Vân Hải liếc nhìn nhau, lại đều có chút xấu hổ. Trong phòng này,
thì bọn họ năm cái là quân đội xuất thân, chẳng lẽ nói, bọn họ thẩm mỹ quan đều rất thấp à? Thế nhưng là rất nhanh, Độc Cô Chiến Thiên thì vì bọn họ xứng danh, đối với Trác Phàm chửi ầm lên, càng là đánh giám, người tiểu tử này chỗ nào nghe nói như thế không đáng tin cậy sự tình. Nhập ngũ về sau, làm sao có thể 3 năm rưỡi thì xuất hiện như thế không đứng đắn tình huống. Năm người khẽ gật đầu, làm nghĩa phụ điểm tán, nguyên soái, mắng tốt. Thế nhưng là Độc Cô Chiến Thiên câu nói tiếp theo, lại là kém chút để năm người một miệng lão huyết phun ra, loại chuyện này, tối thiểu muốn 5 năm trở lên mới sẽ phát sinh. Giống Phong Lâm Hỏa Sơn đều là như vậy, tối thiểu 6 năm về sau, mới có thể nhìn cái đại thẩm đều cùng mỹ nữ không sai biệt lắm. Vân Hải A, còn không có phát hiện loại này xu thế, bất quá hẳn là cũng nhanh. Năm người cùng nhau tức xạ mặt lại rủ xuống, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cảm thụ lấy người khác cái kia dị dạng ánh mắt quăng tới, sắc mặt xấu hổ rất đỏ. Nghĩa phụ A, ngài khuyên hắn nhập ngũ thì khuyên hắn nhập ngũ thôi, làm gì đem những này không đứng đắn sự tình đều chọc ra đến. Nếu là những thứ này chuyện cũ năm xưa đối với ngài mục đích có chỗ trợ giúp cũng coi như, nhưng là bây giờ xem ra, ngài rõ ràng là tự hắc A. Mà lại, ngài chẳng những tự hắc, ngay cả chúng ta đều hắc đi vào. Ai, cái này hố nhi tử lão cha. Năm người một trận lắc đầu thở dài, đem đầu chôn đang đệm chăn dưới, không lại đi ra. Nguyên soái trong phòng, Độc Cô Chiến Thiên vẫn như cũ tận tình khuyên bảo thuyết phục, bất quá cái này đều không trọng yếu. Lão phu không phải nói a, ngươi nhập ngũ 1 năm là được, sau đó thì làm bản soái tham mưu tướng quân, tùy thân ở bên, không có loại kia không đáng tin cậy sự tình phát sinh. Vậy tại sao không thể trực tiếp làm tham mưu tướng quân? Trác Phàm gãi gãi đầu nói. Độc Cô Chiến Thiên tròng mắt chừng một cái, giống to lên tiếng, như vậy sao được? Độc Cô Quân có Độc Cô Quân quân kỷ, người tất công chưa lập, lại như thế nào có thể tấn thăng, cho dù tấn thăng lại có thể phục chúng. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi nhập ngũ về sau, bản soái tự sẽ cho ngươi cơ hội lập công, lấy thực lực ngươi, không thành vấn đề. Trác Phàm một trận bất đắc dĩ, nhìn Độc Cô Chiến Thiên kiên trì như vậy, như khối thuốc cao da chó giống như, làm sao cũng không vung được, lại là không có cách nào. Ai, tốt a, bất quá ngươi phải đáp ứng ta điều kiện. Cuối cùng, Trác Phàm thở dài, gật gật đầu, dường như thỏa hiệp. Độc Cô Chiến Thiên ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, điều kiện gì, cứ việc nói ra, chỉ cần lão phu có thể làm được, nhất định không biết từ chối. Lão nguyên soái, có thể hay không đem ngài binh quyền mượn ta 1 tháng sử dụng, ta cũng nghĩ qua quá nguyên soái nghiện. Hồ nháo, trong quân đại sự, há có thể trò đùa. Độc Cô Chiến Thiên lập tức lắc lắc đầu, rìa mép khẽ run, nhưng là rất nhanh lại nghi ngờ nhìn về phía hắn, thận trọng nói, tiểu tử, người muốn binh quyền làm gì? Đó còn cần phải nói, ngựa đạp sơn hà, san bằng đế vương môn, Trác Phàm mi đầu một lập, hét to lớn tiếng. Độc Cô Chiến Thiên giật mình, vội vàng nói, ngươi chớ làm loạn, đây là quân quốc đại sự, cắt không thể như nhiệm vụ này ý làm bậy. Hắc hắc hắc, không quan hệ, dù sao theo ngươi 1 năm về sau, ta thì có binh quyền. Đến thời điểm, muốn đánh người nào, muốn diệt người nào, còn không phải tùy theo ta đến. Trác Phàm nhíu nhíu mày, đùa cười ra tiếng. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, Độc Cô Chiến Thiên lúc này mới phát hiện, hắn trước kia chỉ là để ý Trác Phàm chi tài, lại là đem hắn làm sằng làm bậy cho xem nhẹ. Tiểu tử này cũng không giống như Lạc Vân Hải tốt như vậy điều giáo, ngày sau một khi binh quyền nơi tay, thật có thể đem trời chọc ra một cái phá lỗ thủng a. Sau đó, hai mắt trâu đi loanh quanh, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Không được. Tiểu tử này không thể đề bạt quá nhanh, thật tốt sinh bó bó hắn giã tính mới được. Tựa hồ minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm nhếch miệng cười nói, hắc hắc hắc. Ta biết ngươi muốn làm gì, bất quá không quan trọng, ta am hiểu nhất cũng là kéo bè kết phái. Chờ ta tiến vào Độc Cô đại quân, không ngoài 1 năm, cái này 300 vạn đại quân liền phải cùng ta họ Trác, có hay không tướng quân kia danh hiệu ngược lại là không quan trọng. A, đúng a. Ta ở chỗ này liều sống liều chết, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể cùng đế vương môn chống đỡ. Nhưng là nhập quân 1 năm, liền có thể nắm giữ tứ trụ 1 trong thế lực, quân đế quốc mới cường đại chiến lực, cớ sao mà không làm. Trác Phàm ánh mắt sáng lên,
nhìn về phía Độc Cô Chiến Thiên cười nói, ta trước kia làm sao không nghĩ tới đâu. Lão Nguyên Soái, ngươi nhất định muốn mang ta nhập quân a. Đừng nói ở bên trong heo mẹ so điêu thiền, coi như khắp nơi đều là bạn bè tốt cũng không thành vấn đề a. Không, lần này, đổi lại Độc Cô Chiến Thiên không nguyện ý, vội vã khoát khoát tay, hét to lớn tiếng, trên đầu đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ai, thật là nguy hiểm, kém chút đem một cái hỗn thế ma vương cho chiêu tiến đến. Tuy nhiên hắn có đại tài, nhưng là cũng rất có thể gây tai họa a. Nếu là thật không thể đem hắn thuần phục, cái kia Độc Cô Quân khả năng ngược lại sẽ bị hắn sử dụng, trở thành đảo loạn thiên vũ lớn nhất đại hung khí. Hai hại tướng quyền lấy nhẹ, tiểu tử này phân công, vẫn là muốn thật tốt cân nhắc một phen mới là. Thật sâu hít một hơi, Độc Cô Chiến Thiên rực rỡ cười ra tiếng, Trác Phàm, đã ngươi không nguyện ý nhập ngũ, vậy lão phu trước hết không ép buộc. Không, ta hết sức vui vẻ, lão Nguyên Soái. Không không không, lão phu cả đời tuyệt không ép buộc người khác làm không nguyện ý sự tình, người vẫn là thật tốt làm Lạc gia quản gia đi. Ách, đúng, ba nhà gia chủ dường như cũng đến, lão phu trước đi xem một chút. Cái kia lão Nguyên Soái, ta nhập ngũ sự tình. Trác Phàm vội vã kêu to. Nhưng là Độc Cô Chiến Thiên đã là cũng như chạy trốn đi ra ngoài, sợ tiểu tử này dây dưa nữa. Nhìn lấy cái kia Vĩ Ngạn bóng lưng như thế thất kinh bộ dáng, dường như sau lưng có cái gì mãnh thú đuổi theo một dạng, Trác Phàm khóe miệng lộ ra một cái tà dị đường cong. Cắt, lão tử tại Lạc gia phát triển, so theo người chỗ đó đoạt 300 vạn đại quân mạnh hơn. A, đúng a, nếu có thể đem cái kia Độc Cô đại quân đem tới tay, cũng là không tệ dự định. Trác Phàm mò sờ cằm, trong mắt tinh quang rạng rỡ, tựa hồ tại làm lấy cái gì cân nhắc. Một phương diện khác, Độc Cô Chiến Thiên ra đến gian phòng, liền chuyển mà tiến vào bên cạnh thương tật trong phòng. Mà lúc này, không biết lúc nào, Kiếm Hầu Phủ, Tiềm Long Các cùng Hoa Vũ Lâu ba nhà trưởng người nhà, đã hoàn toàn đến đông đủ. Thấy một lần Độc Cô Chiến Thiên đến, liền cùng nhau ôm một cái quyền, đa tạ lão Nguyên Soái xuất thủ cứu giúp. Không cần phải khách khí. Đây là lão phu chỗ chức trách. Huống hồ, cứu bọn họ có người khác, lão phu chỉ là đi qua khuyên can mà thôi. Độc Cô Chiến Thiên khoát khoát tay, lắc lắc đầu nói. Mọi người khẽ vuốt cằm, cười cười. Thế nhưng là rất nhanh, Mỗ Mỗ liền nhíu mày nói, lão Nguyên Soái, thực không dám giấu giếm, vừa mới chúng ta ở chỗ này nghe đến lão Nguyên Soái muốn đem Trác Phàm đưa vào quân doanh. Lão thân có một chuyện muốn nhờ, việc này có thể hay không tạm hoãn. Bách gia tranh minh nhưng là không thể rời bỏ hắn. Đó là đương nhiên, hắn nhất định muốn lưu lại. Còn nhập quân sự tình, lão phu còn phải tỉ mỉ cân nhắc, còn không có quyết định, các vị cứ việc yên tâm. Độc Cô Chiến Thiên thở dài một hơi, lập tức tỏ thái độ. Từ khi nghe Trác Phàm cái kia phiên lời nói hùng hồn, hắn đối Trác Phàm ngược lại có chút sợ hãi. Tiểu tử này, sự tình gì làm không được a? Có lẽ thật có biện pháp đem hắn Độc Cô đại quân biến thành hắn một người quân, vậy liền phiền phức. Hắn không thể bởi vì một cái trận sư, đem toàn bộ binh quyền ném đi. Độc Cô Chiến Thiên thổn thức không thôi, may mắn chính mình kịp thời tỉnh ngộ, không có hành sự lỗ mãng. Lúc này, Trác Phàm cũng đi tới, hướng chư vị gia chủ ôm quyền hành lễ. Trong mắt ba người cùng nhau sáng lên, mỉm cười gật gật đầu. Coi là thật nhìn thấy Trác Phàm hoàn hảo vô khuyết lúc, bọn họ tâm mới thật để xuống. Nói thật, không có Trác Phàm Lạc gia, tuy nhiên giống một con ngựa ô một dạng, tại Bách gia tranh minh lên gây nên các nhà chú ý, nhưng cuối cùng không xứng với cùng bảy nhà liên minh. Nhưng là Trác Phàm trở về, vậy liền thật sự là tính được một cái có mạnh mẽ minh hữu. Trác quản gia, Lạc gia hôm nay toàn bộ thụ thương, chỉ sợ vô duyên ngày mai chi chiến. Ngài làm Lạc gia quản gia, có phải hay không cái kia đi lên chống đỡ một hồi? Mỗ Mỗ nhìn về phía Trác Phàm, cười nhạo nói, đồng thời cũng muốn mở mang kiến thức một chút Trác Phàm cái này biến mất 5 năm tiến triển. Hơi hơi nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, đó là đương nhiên, mà lại đây là ta làm Lạc nhà đại biểu, xuất chiến trận chiến đầu tiên, nhất định sẽ khai hỏa. Đến thời điểm, Lạc gia thật là muốn cùng các ngươi cân bằng. Cái kia cũng phải nhìn nhìn, Trác quản gia cái này trận chiến đầu tiên, tạo thành như thế nào oanh động. Long Giật Phi nhíu nhíu mày, cười khẽ một tiếng. Đón lấy, mọi người liếc nhìn nhau, đều là cười ha hả,
tất cả đều chờ mong lấy Trác Phàm ngày mai bất phàm tiến hành. Ngày thứ hai, Vân Long Thành trong diễn võ trường, bộc phát ra từng trận sôi động tiếng hoan hô. Chính bên trong diễn võ đài lên, chung quanh đã nằm vật xuống một mảnh hoặc thương tổn hoặc chết người, chỉ có hai cái anh tuấn thẳng tắp thanh niên, thở hồng hộc nhìn lấy đây hết thảy, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này gia tộc người chiến thắng, Kiếm Nguyệt Thành, Tiết Gia, lọt vào cuối cùng Bách Gia tranh minh quyết chiến. Một vị thiên huyền cảnh cường giả rơi vào diễn võ đài lên, chỉ một ngón tay cái kia hai tên thanh niên, hét lớn lên tiếng. Chung quanh lần nữa bộc phát ra một trận sôi động tiếng vỗ tay, hai người cũng là cao hứng bừng bừng ôm đến cùng một chỗ, trong lòng kích động vạn phần. Đón lấy, vội vàng chạy xuống đài đi, cùng người nhà chia sẻ lúc này vui sướng. Đại ca, nhị ca, chúc mừng các ngươi. Tiết Ngưng Hương đi vào hai người trước người, một người cho bọn hắn một cái thật sâu ôm ấp, cười nói tự nhiên. Nguyên lai, hai người này chính là Tiết gia con trai trưởng Tiết Cương, cùng Tiết gia con thứ Tiết Lâm. Từ khi Thanh Minh Thành chiến dịch về sau, bọn họ liền bị Tạ Thiên Dương cứu trở về đi, trở thành kiếm hầu phủ phụ thuộc gia tộc. Lần này, cũng là dùng cái này thân phận, tham gia cái này Bách gia tranh minh. Cương Nhi, Lâm Nhi, các người biểu hiện không tệ, cái này các người thì thật tiến vào sau cùng quyết chiến, có thể cùng kiếm hầu phủ các thiếu gia cùng một chỗ tham chiến. Tiết gia gia chủ Tiết Vạn Long đi tới, cười lớn một tiếng, một mặt kiêu ngạo gật đầu, nhớ kỹ, khác cho chúng ta Tiết gia mất mặt, phải thật tốt bảo vệ hai vị công tử. Ông tổ nhà họ Tiết Tiết Định Thiên, ở một bên cũng là liên tục gật đầu. Bởi vì Tạ Thiên Dương quan hệ, Tiết gia tại kiếm hầu phủ che chở cho, có phần bị chiếu cố, cái này để trong lòng bọn họ 10 phần khó có thể bình an, muốn vì kiếm hầu phủ làm chút gì. Lần này có thể may mắn tham gia Bách gia tranh minh, lại là có báo đáp cơ hội. Tiết Cương cùng Tiết Lâm cùng nhau gật đầu, trong mắt cũng là tràn ngập chiến ý. Tạ Thiên Dương đi theo Tiết Ngưng Hương bên người, đi tới nơi này, lại là một mực lắc đầu thở dài, ai, bá phụ, ngài lại tội gì để hai vị đại ca tham gia máu tanh như thế chiến đấu đâu. Nói thực ra, lần chiến đấu này thảm liệt nhưng là không thể tầm thường so sánh, ta thật sợ hai vị đại ca. Nhị công tử không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, nếu không nhiều năm như vậy thụ kiếm hầu phủ ân huệ, nhưng không được báo đáp, để cho ta Tiết gia khó có thể bình an, mời nhị công tử cho chúng ta một cái cơ hội, vì kiếm hầu phủ hiệu lực đi. Tiết Vạn Long liền ôm quyền, một mặt nghiêm túc nói. Tạ Thiên Dương thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Đúng lúc này, diễn võ đài lên vang lên vị kia thiên huyền cao thủ nhẹ nhàng thanh âm. Trận tiếp theo gia tộc chiến, Hoa Vũ Thành Đồng gia, nhìn trời Lan Thành, Dư gia. Vừa dứt lời, hai đạo thân ảnh quen thuộc mang theo một phiếu gia tộc con cháu, đi trên diễn võ đài. Tạ Thiên Dương xem xét, bất giác hai mắt tỏa sáng, nguyên lai là hai người bọn hắn a, nơi này ngược lại tận là người quen. A, đây không phải là Đồng đại ca cùng Uyển Nhi tỷ tỷ à, người cũng quen biết sao? Tiết Ngưng Hương sững sờ, nhìn về phía Tạ Thiên Dương nói. Tạ Thiên Dương bất giác nghi ngờ nhìn về phía nàng, Ngưng Nhi, ngươi là tại sao biết bọn họ? Hoa Vũ lâu cùng kiếm hầu phủ không phải kết minh à, chúng ta từng tại vì hai nhà liên lạc lúc, cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Đồng đại ca mặc dù có chút không đứng đắn, nhưng Uyển Nhi tỷ tỷ người rất tốt. Ngưng Nhi nhỏ cười ra tiếng, vậy ngươi lại là tại sao biết bọn họ? Giống thất thế gia con cháu, chắc là rất ít nhận biết gia tộc nhị lưu đệ tử đi. Hả? Tại Hoa Vũ Thành nhận biết, mà lại nghe nói cái kia Đồng Hiểu Huyền cùng tiểu tử kia, còn có một chân. Tạ Thiên Dương bĩu môi, đánh tới tiểu báo cáo. Không khỏi nao nao, Tiết Ngưng Hương thật sâu nhìn một chút trên đài Đồng Hiểu Huyền, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, thì thào lên tiếng, khó trách, mỗi lần nâng lên nàng người trong lòng, đều lắc đầu không nói, chẳng lẽ nói cũng thế. Không sai, trên đài Đồng gia chính là Đồng Thiên Bá cùng Đồng Hiểu Huyền hai huynh muội. Bởi vì tại Hoa Vũ Thành cùng Trác Phàm kết giao, tiến tới nhận biết Hoa Vũ lâu các vị lâu chủ. Sau đó Đồng gia này phát đạt, một bước lên mây, chẳng những ngoại lệ trở thành Hoa Vũ lâu phụ thuộc gia tộc, còn chuyển nhập Hoa Vũ Thành bên trong, thành vì bọn nàng thân tín. Cái này có thể đem Đồng gia lão gia tử cảm động, không phải muốn gặp cho hắn Đồng gia mang là như thế vận khí quý nhân không thể. Đương nhiên, sự kiện này sau cùng thì không phải, Trác Phàm bận rộn như vậy. Không phải tại phía đông phóng hỏa,
cũng là tại phía Tây giết người, nào có thời gian rỗi đi gặp hắn. Mà Đồng Thiên Bá cũng tại Hoa Vũ Lâu trợ giúp dưới, đột phá thiên huyền cảnh, lúc này tại đài diễn võ lên uy phong lẫm liệt, bất quá nửa canh giờ công phu, liền đã đem đối phương toàn bộ đánh ngã, mang theo muội muội đi vào bên người mọi người. Tạ công tử, Tiết gia gia, Tiết bá phụ, hai vị Tiết huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đồng Thiên Bá đi vào trước mặt mọi người, Xuân Phong đắc ý ôm một cái quyền, Đồng Hiểu Huyền cũng là yêu kiều hạ bái, cười gật gật đầu. Mọi người khẽ vuốt cằm đáp lễ, Tiết Cương càng là nhìn lấy Đồng Hiểu Huyền biểu hiện ra một đạo mê người nhất mỉm cười. Suy nghĩ trong lòng, tất cả mọi người xem xét, liền đã biết được. Tiết huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới hai nhà chúng ta toàn diện tiến vào sau cùng quyết chiến, xem ra chúng ta hậu bối muốn kể vai chiến đấu a. Ha ha ha. Lúc này, một đạo thân hình phúc hậu, thậm chí có chút mập lão béo chậm rãi đi tới. Đồng Thiên Bá cùng Đồng Hiểu Huyền thấy một lần, vội vàng bái bai, phụ thân. Tiết ra mọi người cũng là bái bai, chỉ là nhìn đến Tạ Thiên Dương cũng tại, lão đầu kia mới xa xa thi lễ. Người này, chính là chủ nhà họ Đồng. Đợi đi vào mọi người trước người về sau, Đồng gia chủ chỉ Tiết Cương nói. Lệnh công tử thật sự là nhất biểu nhân tài a, chẳng biết có được không hôn phối. Ách, thượng không, Tiết Định Thiên cười cười, đã rõ ràng ý. Chủ nhà họ Đồng cũng không sai gật đầu, chỉ Đồng Hiểu Huyền cười nói, trùng hợp như vậy, tiểu nữ nhà ta cũng không hôn phối. Lão phu gặp hai nhà như thế phù hợp, không bằng. Cha, Đồng Hiểu Huyền hung ác khoét hắn liếc một chút, sắc mặt u buồn, 100 cái không tình nguyện. Tiết Ngưng Hương nhìn lấy Đồng Hiểu Huyền song đồng, tựa hồ nhìn đến chính mình cái bóng, bất giác cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Các nàng trong lòng hai người, đã sớm bị người kia chỗ xâm chiếm, lại có thể dung hạ được người khác. Đúng lúc này, trên đài ngày đó Huyền Cường giả thanh âm vang lên lần nữa, trận tiếp theo gia tộc chiến, Nhạc Dương thành Hồng gia, đối Thanh Minh thành Tôn gia. Thân thể bỗng nhiên chấn một chút, người Tiết gia bất giác cùng nhau hướng trên đài nhìn qua. Thanh Minh Thành đã từng là bọn họ nhà, thuộc về U Minh Cốc quản hạt. Từ khi bọn họ mưu phản U Minh Cốc về sau, Thanh Minh Thành liền từ hắn phụ thuộc gia tộc trưởng quản. Có thể nói, cái này Tôn gia cũng là thay thế bọn họ làm U Minh Cốc chó giữ nhà. Chậm rãi đi lên đài, Tôn gia chỉ phái một nam một nữ hai người, nhưng đối phương lại là khoảng chừng hơn 50 cái, đều là đoán cốt cảnh cao thủ. Bên trong dẫn đầu hai người, thậm chí là thiên huyền cảnh tu vi. Dạng này đội hình, cho dù tại gia tộc nhị lưu bên trong, đó cũng là hạt giống tuyển thủ, vô cùng tới gần nhất lưu thế gia. Thế nhưng là Tôn gia cũng chỉ có hai người, bất quá hai người này lại khá quỷ dị, thậm chí trong mắt đều phát ra huyết hồng. Nửa người nửa quỷ bộ dáng, thậm chí nói, đã không phải người không phải quỷ, đều phân biệt không ra mặt diện mạo tới. Chỉ là bọn hắn đứng ở nơi đó, thì cực kỳ âm u đáng sợ. Giống như địa ngục tu la bên trong sông tới ác quỷ đồng dạng. Bất quá người sáng suốt vừa nhìn liền biết, bọn họ chỉ là đoán cốt đỉnh phong mà thôi. Hắc hắc hắc, hai cái đoán cốt đỉnh phong, thì muốn khiêu chiến chúng ta 50 vị cao thủ, quả thực cũng là không biết tự lượng sức mình. Dẫn đầu một vị thanh niên, ta cười một tiếng, chỉ một nam một nữ này nói, xem các ngươi hai cái này quỷ bộ dáng, ở nhân gian sống không nổi, tới tìm chết có phải hay không, ha ha ha. Lời vừa nói ra, sau lưng mọi người cũng là theo chân cười to lên. Thế nhưng là đúng lúc này, nam nhân kia lại động, tại một trận hắc khí lượn lờ phía dưới, trong nháy mắt đi vào trước người hắn, tại hắn giống ở giữa một vệt. Chỉ một thoáng, nhưng gặp một đạo hồng sắc suối phun mãnh liệt bắn ra, cái kia hồng ra người cầm đầu, liền trong mắt chừng một cái, không thể tin ngã xuống, trong mắt đều là mê mang. Có lẽ hắn chả đang kỳ quái. Vì sao hắn sẽ bị một cái đoán cốt cảnh đỉnh phong tu giả, một chiêu đánh giết? T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem hai người kia. Hồng gia mọi người tiếng cười càng là im bặt mà dừng, nhìn về phía hai người ánh mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được. Người kia nhưng là vừa vặn đột phá thiên huyền cảnh cao thủ, làm sao có thể sẽ dễ dàng như thế bị một chiêu đánh giết? Nha nha phi. Nhất định là đánh lén. Sau đó, tại hô to một tiếng phía dưới, hồng gia hơn 50 người cùng nhau hướng hai người phóng đi,
giống như một dòng lũ lớn muốn đem bọn hắn bao phủ đồng dạng. Nhưng là hai người kia lại là tà dị cười một tiếng, nhất thời hóa thành hai cỗ hắc khí tại mọi người ở giữa chạy trốn. Kết quả là, một trận đại đồ sát bắt đầu. Bất quá không phải 50 người đồ sát hai người, mà chính là hai người kia tại điên cuồng đồ sát lấy 50 tên cao thủ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu gào bên tai không dứt, tại chỗ tất cả mọi người đã nhìn ngốc. Chờ một phút sau, giữa sân chỉ có hai người kia đứng ở chỗ ấy, tất cả mọi người đều là đã không có khí tức, đều là bị trừ đi cổ họng mà chết. Mặt đất chỉ có vô tận dòng máu, cùng những cái kia chết không nhắm mắt thi thể, cho thấy vừa mới trận đại chiến kia đến cỡ nào thảm liệt. Tiết Ngưng Hương đã là dọa đến che mắt, Tạ Thiên Dương thì là mí mắt trao lên, trao mày. Hai người này đến tột cùng là lai lịch gì, xuất thủ vậy mà như thế tàn nhẫn. Đúng lúc này, trên đài nữ nhân kia máy móc giống như nghiêng đầu lại, một tay chỉ hướng Tiết nhà phương hướng, lộ ra nụ cười quỷ dị, U Minh Cốc phản đồ, sau cùng quyết chiến lúc, chúng ta hội đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại, vì U Minh Cốc thanh lý môn hộ. Các ngươi, thì cho ta thật tốt chờ xem, khặc khặc khặc. Trong lòng không khỏi run lên. Tiết ra mọi người sắc mặt tất cả đều ngưng trọng lên, lo sợ bất an. Hai người kia thật sự là quá quỷ dị, đừng nói Tiết Cương, Tiết Ngưng Hương những thứ này Tiết ra tiểu bối, liền xem như Tiết Vạn Long cùng Tiết Định Thiên hai cái này trưởng bối, đều có loại dùng mình cảm giác. Tạ Thiên Dương hướng về phía trước một bước, mi đầu đứng lên, đem Tiết Ngưng Hương hộ tại sau lưng, hét lớn lên tiếng, khác mẹ hắn khẩu suất cuồng ngôn, các ngươi dám động Tiết ra, cho lão tử thử một chút. Tạ gia nhị công tử, ngươi là từ gia chủ của chúng ta tử tới đối phó, chúng ta chỉ đối phó Tiết gia tên phản đồ này. Nhếch miệng khẽ cười một tiếng, nữ tử kia tố chất thần kinh giống như nghiêng đầu nói. Cái kia cỗ lời nói điên cuồng, càng để cho người trong lòng một trận run sợ. Lúc này, nam tử kia quay đầu nhìn về phía nàng nói, ngươi đừng sai lầm, Tiết gia chỉ là chúng ta mục tiêu thứ hai, chúng ta hàng đầu mục tiêu, là Lạc gia. Cái gì? Các ngươi muốn đối phó Lạc gia? Tiết Ngưng Hương quính lên, lo lắng nói. Nhưng là Tạ Thiên Dương nghe đến, lại là thở dài ra một hơi. Nếu là ở trước mấy ngày, xuất hiện hai cái này quái thai muốn đối phó Lạc gia, đoán chừng hắn còn muốn lo lắng một chút. Bất quá bây giờ, Lạc gia có ai bảo bọc, Trác Phàm cái này đại ma vương trở về. Cùng Trác Phàm so sánh, hai người này thì hoàn toàn là hai cái tiểu ác ma, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu. Hiện tại bọn hắn đi tìm Lạc gia phiền phức, cùng muốn chết không sai biệt lắm. Thế nhưng là ai ngờ, nhìn thấy Tiết Ngưng Hương như thế lo lắng thần sắc, nam nhân kia trên mặt đúng là nổi lên một cỗ cảm giác hưng phấn, nhếch miệng cười tà nói, không sai, chúng ta chính là muốn tìm Lạc gia, đem bọn hắn tất cả đều giết sạch. Riêng là cái kia quản gia Trác Phàm, càng phải để hắn chết không toàn thây. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương cái này thuần khiết tiểu nữ hài tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi bên trong, vì Trác Phàm lo lắng. Trác đại ca, có hai cái bại hoại muốn tìm lên ngươi. Thế nhưng là Tạ Thiên Dương lại là kém chút không có cười phun ra ngoài, huynh đệ, người nhà nhận biết Trác Phàm a, người nhà gặp qua hắn xuất thủ sao? Người nhà có tài đức gì, thế mà như thế nói lớn không ngượng nói ra loại này ngu ngốc đều sẽ không tin chuyện cười. Thế nhưng là xem xét Tiết Ngưng Hương cái kia lo lắng bộ dáng, Tạ Thiên Dương liền nhìn không được rút rút gương mặt, trong lòng thầm nghĩ, Ngưng Nhi ngoại trừ. Nàng không phải ngốc, là thiện lương. Mau nhìn, Ngự Hạ thất gia, U Minh Cốc người đến. Đột nhiên, khán đài ở giữa một trận hô quát, mọi người ào ào quay đầu nhìn qua, lại chính gặp U Vạn Sơn mang theo một đám trưởng lão, sắc mặt âm trầm đi vào tối cao vị trí, bên cạnh hắn là U Vũ Sơn. U Minh chờ lần này tham gia sau cùng quyết chiến cốc bên trong đệ tử trẻ tuổi. Bởi vì nơi này là quyết gia nhị tam lưu gia tộc, sau cùng quyết chiến lọt vào quyền chi địa, thường ngày đừng nói là Ngự Hạ thất gia, cho dù là nhất lưu gia tộc cũng sẽ không đến chú ý, cho nên liền không có thiết trí cái gì ghế khách quý. Nhưng là bây giờ, làm mọi người kinh dị là, Ngự Hạ thất gia U Minh cốc thế mà lại đột nhiên xuất hiện, mà lại cứ như vậy dửng dưng ngồi tại khán đài trên cùng vị trí. Tuy nhiên ở chung quanh dọn bãi, nhưng cũng coi là cùng những cái kia bọn họ ngày bình thường không để vào mắt nhị tam lưu gia tộc ngồi tại cùng một chỗ. Như thế không có có thân phận sự tình, bọn họ làm sao có thể làm ra được? Chẳng lẽ nói, bọn họ muốn cùng dân cùng vui,
vẫn là có cái gì đáng giá chú ý trọng yếu nhân vật muốn xuất hiện đâu. Nếu như là cái sau, cái kia đến tột cùng là ai có dạng này năng lực, có thể gây nên U Minh Cốc trên dưới nhất trí coi trọng. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người kinh nghi trùng điệp, lại đều là không rõ ràng cho lắm. Tôn gia cái kia quái dị nam tử, nhìn về phía cao cao tại thượng U Vạn Sơn vĩ ngạn thân thể, bất giác lộ ra một bộ bệnh trạng nụ cười, nhìn đến a, U Cốc chủ thế mà tự mình đến nhìn gia tộc bọn ta chiến, điều này nói rõ U Minh Cốc đối với chúng ta coi trọng cỡ nào. Không sai, chúng ta cùng cái kia phản đồ Tiết gia cũng không đồng dạng, chúng ta tại cốc chủ tâm lý, thế nhưng là tâm phúc đồng dạng tồn tại. Tôn gia cái kia quái dị nữ tử cũng là một bộ bệnh trạng quái tiếu. Tiết gia mọi người đối hai người này một trận ghé mắt, nhưng là cũng đối U Minh Cốc điệu bộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này U Minh Cốc thật chẳng lẽ là vì cái này Tôn gia động viên trợ uy đến, nhưng là lúc nào U Minh Cốc quan tâm như vậy phụ thuộc gia tộc. Chỉ có Tạ Thiên Dương khinh thường bĩu môi, mắt trợn trắng nhi, tự luyến hai tên gia hỏa, U Vạn Sơn cũng không có thời gian ý các ngươi hai cái quái thai. Ngươi nói cái gì, U Cốc chủ không phải vì chúng ta tới, còn có thể vì ai đến quan chiến. Hiện ở chỗ này chỉ có chúng ta, là làm U Minh Cốc phụ thuộc gia tộc xuất chiến. Nữ nhân kia quính lên, khàn cả giọng hét to lớn tiếng. Tạ Thiên Dương lại là không quan trọng nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Ngự hạ thất gia trong mắt chỉ có lẫn nhau, sao có thể đem các ngươi đám này con kiến hôi để vào mắt. Gia chủ tự mình đến đem cho các ngươi động viên trợ uy, nằm mơ đâu. Đi. Thế nhưng là đúng lúc này, lại là một tiếng kinh dị tiếng vang phát ra. Nguyên lai, ngay tại U Minh Cốc xuất hiện không lâu, lại là một đội nhân mã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bất quá, cùng U Minh Cốc đám kia toàn thân sát khí đại lão gia khác biệt. Những người này lại từng cái là mặt che lụa mỏng thanh xuân nữ tử. Không sai, chính là Hoa Vũ Lâu người đến. Các nàng người cầm đầu là Mỗ Mỗ Sở Bích Quân, Sở Khuynh Thành đi qua một ngày điều dưỡng, thương thế hơn phân nửa chuyển biến tốt đẹp, tùy thân ở bên. Các nàng sau lưng thì là một đám lâu chủ, còn có lần này muốn tham gia sau cùng quyết chiến Hoa Vũ Lâu đệ tử. Riêng là Tiếu Đan Đan, vừa vào diễn võ trường thì nhìn chung quanh, không biết đang tìm kiếm cái gì. Trên mặt một mảnh lo lắng. Hắc hắc hắc, lại tới một vị, lần này tiểu tử kia cái kia phiền chết. Tạ Thiên Dương trong lòng một trận cười trộm, chủ nhà họ Đổng lại là lập tức đĩnh đĩnh lồng ngực, trên mặt một mảnh ngạo sắc, ha ha ha. Không nghĩ tới Hoa Vũ Lâu chư vị lâu chủ tụ họp đủ đến cho chúng ta trợ uy, chúng ta Đổng gia thực sự thụ sủng nhược kinh a, mặc dù nói chúng ta Đổng gia cũng là Hoa Vũ Lâu tâm phúc, bất quá cái này đãi ngộ, ha ha ha. Nói còn chưa dứt lời, chủ nhà họ Đổng đã là cười đến không ngậm miệng được, đưa tới Tiết gia một trận ước ao ghen tị. Nhìn xem người ta tại Ngự Hạ gia tộc trong mắt vị trí, liền gia chủ đều tự mình đến cho động viên trợ uy. Chỉ có Tạ Thiên Dương mi đầu một trận đập mạnh, trong lòng ai thán. Ai, xem ra tự luyến người không ngừng cái kia hai người bị bệnh thần kinh, người bình thường cũng mẹ hắn một dạng. Các ngươi có tài đức gì, làm sao lại hội coi là... Ngự hạ thất gia là cho các ngươi đến. Thế nhưng là hắn ý niệm mới vừa nhuốm, lại là một tràng thốt lên vang vọng tại khán đài ở giữa. Cùng lúc đó, Tiết gia mọi người trong mắt cũng hơi hơi lắc một cái, lộ ra kích động ánh sáng. Không sai, lần này là Kiếm Hầu phủ phủ chủ, Tạ Khiếu Phong mang theo Tạ Thiên Thương cùng một đám trưởng lão tiến đến. Ông tổ nhà họ Tiết Tiết Định Thiên bình phục một chút tâm tình kích động. Nhìn không được nhìn về phía chủ nhà họ Đổng nói, ha ha ha. Đổng gia chủ, xem ra Kiếm Hầu phủ đối với chúng ta Tiết gia coi trọng trình độ cũng không thấp a. Chờ một chút, Tiết gia gia. Thế mà, còn không đợi hắn đem những cái kia tự ngạo chi ngôn nói xong, Tạ Thiên Dương đã là vội vã dừng lại, rốt cuộc không nhẫn được, các vị. Tuy nhiên ta biết rõ nói như vậy có thể sẽ đả kích đến các ngươi, thế nhưng là, các ngươi có thể hay không phóng bình tâm thái. Không muốn như thế tự luyến. Những gia chủ kia đánh vào chàng về sau liền không có xem các ngươi liếc một chút, làm sao có thể sẽ là cho các ngươi mà đến. Không khỏi cùng nhau khẽ giật mình, mọi người suy nghĩ một chút lúc trước chàng cảnh, hình như cũng đúng. Thế nhưng là không vì bọn họ mà đến, là vì người nào đến. Nơi này, nhưng là chỉ có bọn họ làm bảy nhà phụ thuộc gia tộc, tại chiến đấu A. Bất giác bật cười một tiếng. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Ngự hạ thất gia trong mắt,
trừ lẫn nhau bên ngoài, cũng là đáng giá coi trọng cường giả. Tại cái này nhị tam lưu gia tộc chiến bên trong, có thể gây nên bọn họ coi trọng, trừ tiểu tử kia, còn có thể là ai? Ngay tại đang cân nhắc, trên khán đài lần nữa phát ra một tràng thốt lên, Tiềm Long các người đến, Dược Vương Điện điện chủ Nghiêm Bá Công, mang theo Nghiêm Bán Quỷ cùng Nghiêm Phục, cùng một đám trưởng lão cũng tới. Đón lấy, Khoái Hoạt Lâm gia chủ Lâm Như Phong mang theo trưởng lão cùng đã chỉ còn lại có một cái chân ở phía sau sôi nổi Lâm Toàn Phong, cũng đi tới nơi này. Đi qua một đêm trị liệu, Lâm Toàn Phong thương thế đã không còn đáng ngại, chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt, một đầu một chân giật giật. Mọi người gặp không khỏi cùng nhau kinh hãi, đây là Lục Long Nhất Phượng bên trong Xuyên Lâm Dực Long sao? Như thế nào là một đầu một chân? Cái này cũng có thể mặc lâm sao? Chỉ có rất ít người biết, cái này Xuyên Lâm Dực Long hôm qua chọc tới hung ác nhất trùng thiên ma long, bị cái kia ma long cứ thế mà cắn xé phía dưới một cái chân, mới biến thành hiện tại bộ này đức hạnh. Sau cùng, lớn nhất khiến tại chỗ tất cả mọi người chấn kinh gia tộc xuất hiện. Bảy nhà đứng đầu, đế vương môn. Chỉ thấy đi đầu người cầm đầu, là đế vương môn môn chủ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Hắn bên trái, là đế vương môn đại quản gia, thần toán tử, lãnh vô thường, bên phải, thì là hắn con trai trưởng, Lục Long Nhất Phượng đứng đầu, chấn thiên đế vương long, Hoàng Phủ Thanh Thiên. Phía sau bọn họ, là một phiếu thiên huyền cảnh trưởng lão, vậy mà khoảng chừng hơn 30. Bất giác sợ hãi cả kinh. Mọi người thấy cỗ này cường hãn đến làm cho người giận sôi chiến trận, đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là còn lại 6 nhà, cũng không nhịn được trong mắt cùng nhau co rụt lại, rung động trong lòng không hiểu. Cái này đế vương môn thực lực, quả nhiên không thể coi thường, một nhà đỉnh 6 nhà A. Khó trách hắn có một nuốt 7 nhà dã tâm, có loại thực lực này bày ở nơi đó, không có ý nghĩ thế này mới là lãng phí A. Tại tất cả mọi người sợ hãi thán phục trong ánh mắt, Hoàng Phủ Thiên Nguyên phía trước chậm rãi hành tẩu, khí thế cường đại làm cho tất cả mọi người 100 trượng có hơn liền đã nhịn không được khí tức trì trệ, ào ào lui lại. Thẳng đến đế vương môn đi vào khán đài trên cùng chỗ ngồi xuống, cỗ này khí thế cường hãn mới chậm rãi tiêu tan lui xuống đi, nhưng là người chung quanh sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dọa đến sợ đến vỡ mật. Đến tận đây, vừa mới còn tự luyến ba gia tộc, dường như mới thanh tỉnh một chút. Ngự hạ thất gia đều đến đông đủ, khẳng định không phải vì bọn họ mà đến a. Ai, thua thiệt bọn họ lúc trước còn như thế nói lớn không ngượng khoe khoang, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là xấu hổ mà chết người vậy. Liếc nhìn nhau, Tiết, Đồng hai nhà trên mặt, đều có chút đỏ bừng. Cho dù là Tôn gia cái kia hai cái quái thai, bị hai nhà này liếc mắt nhìn xem, cũng không cảm thấy sắc mặt có chút cứng ngắc. Thế nhưng là cái này để bọn hắn càng thêm kỳ quái, đến tột cùng là ai, có thể đem bảy nhà tất cả đều tụ tập lại, dẫn tới như thế chú ý. Tạ Thiên Dương trong lòng minh bạch, lại là không nói. Diễn võ đài lên, bị bảy nhà rất nhiều cao thủ mắt lom lom nhìn chằm chằm, vị kia chủ trì gia tộc chiến thiên huyền cường giả, cũng là dọa đến một đầu mồ hôi lạnh, cầm lấy bảng danh sách cái tay kia đều đang run rẩy. Trước kia hắn ở chỗ này. Lấy hắn thiên huyền cảnh thực lực, vốn là mạnh nhất, nhưng là bây giờ, hắn lại là yếu nhất. Có điều rất nhanh, hắn liền cưỡng ép để cho mình chấn định lại, hét lớn lên tiếng, trận tiếp theo gia tộc chiến giao đấu người, Thanh Phong Thành Vạn Gia, đối Phong Lâm Thành, Lạc Gia. Vừa dứt lời, mọi người cùng nhau nhìn về phía cái kia tối như mực vào tràng miệng, rốt cục đến phiên lần này bách gia tranh minh lớn nhất đại hắc mã, Lạc Gia ra sân. Thế nhưng là... Phàm là nhìn qua Lạc Gia 20 vị trí đầu 8 chẳng đối chiến người đều biết, Lạc Gia tuy mạnh, nhưng càng đến sau càng có chút nỏ mạnh hết đà ý tứ. Lần trước đối chiến, đã rất gượng ép vượt qua đi. Lần này, đối lên cái này Vạn Gia, thế nhưng là tại nhị lưu thế gia bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại, thậm chí trong gia tộc đã ra 3 tên tuổi trẻ thiên huyền cường giả, ép thẳng tới nhất lưu mà đi. Cho nên mọi người tuy nhiên chờ mong Lạc Gia biểu hiện. Nhưng đối Lạc Gia lần này đối chiến lại là cũng không lạc quan. Tháp tháp tháp, từng trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đánh truyền đến, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, chống song quải Lạc Vân Hải, tại tỷ tỷ Lạc Vân Thường nâng đỡ, chậm rãi đi vào diễn võ trường. Thấy tình cảnh này, mọi người đầu tiên là giật mình, tiếp lấy chính là bất đắc dĩ lắc đầu. Lạc Vân Hải biểu hiện, bọn họ lúc trước đều gặp, thiếu niên anh hùng,
nghé con mới sinh không sợ cọp. Có thể nói, Thiên Vũ Ngũ Hổ một trong Lạc Vân Hải là Lạc gia chi đội ngũ này bên trong, ắt không thể thiếu chiến lực một trong. Nhưng là bây giờ, hắn lại là rất là kỳ lạ thụ thương, như vậy cái này Lạc gia tình thế liền càng không thể lạc quan. Sớm đã đứng tại đài diễn võ hơn vạn nhà 20 tên cường giả, đã là lộ ra trận trận cười lạnh, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế mà, đúng lúc này, đi thẳng tại Lạc Vân Thường hai tỷ đệ sau lưng cái thân ảnh kia, lại là chậm rãi tại tất cả mọi người xuất hiện trước mặt. Mà cũng ngay một khắc này, Ngự Hạ Thất gia tất cả cường giả ánh mắt đồng loạt quét về phía chỗ đó. Đế Vương Môn, U Minh Cốc chờ cùng Trác Phàm có kẻ thù tộc, càng là nhịn không được phóng xuất ra khí thế cường hãn, làm cho chung quanh người khác một trận hoảng sợ. Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bảy nhà một mực chờ đợi người là hắn. Đưa tay nhẹ nhàng địa chuyển động một cái trong tay lôi linh giới, phát ra đùng đùng sao không dứt nổ vang, Trác Phàm chậm rãi bước lên phía trước, một phái khoan thai thái độ. Lạnh nhạt trong đôi mắt, hiện ra một chút thâm thúy ánh sáng, dường như vạn vật đều không phóng tới trong mắt. Cứ như vậy, Trác Phàm đi theo Lạc Vân Thường tỷ đệ sau lưng, chậm rãi vào sân, khóe môi nhếch lên một đạo có chút mê người mỉm cười. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, tất cả mọi người cùng nhau kinh hãi, riêng là không biết Trác Phàm nhân, càng là trong lòng mê hoặc. Người kia là ai, tại sao lại dẫn tới bảy nhà cộng đồng chú ý? Đồng Thiên Bá cùng Đồng Hiểu Huyền nhìn lấy cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, đã cả kinh há to mồm. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, thế mà lại ở chỗ này gặp lại Trác Phàm. Riêng là Đồng Hiểu Huyền, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt tràn ngập vẻ phức tạp, có mừng rỡ, có đau thương, lại có một tia gặp lại sau an ủi. Tiết Định Thiên cùng Tiết Vạn Long cha con liếc nhìn nhau, cũng là đầy mắt kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, ban đầu ở Vạn Thú Sơn Mạch nhìn thấy cái kia kỳ dị thiếu niên, lại ở chỗ này lại xuất hiện. Hướng, Trùng Thiên Ma Long. Đúng lúc này, trên khán đài không biết người nào hoảng sợ quát to một tiếng, mọi người cùng nhau giật mình, lần nữa chăm chú để mắt tới Trác Phàm bóng người, trong mắt đã lóe rạng rỡ tinh quang. Hắn cũng là Lạc gia chiến lực mạnh nhất, cùng bảy thế gia Lục Long Nhất Phượng sánh vai cùng nhau Trùng Thiên Ma Long. Nói như vậy, lần này gia tộc chiến thế nhưng là có đáng xem. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt trước đó chưa từng có hưng phấn, trong lòng tràn đầy chờ mong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.